nghệ thuật điêu khắc gạch bắt nguồn từ thời xuân thu thời đường tống đạt đến đỉnh cao trong lịch sử vào thời minh thanh cùng với sự di cư của dân số nghệ thuật điêu khắc gạch đã đi vào cố nguyên ninh hạ và kết hợp với văn hóa nho gia văn hóa các tường của dân tộc hán hình thành nghệ thuật điêu khắc gạch đặc sắc trong truyền thống điêu khắc gạch cố nguyên ninh hạ có yếu tố văn hóa non nước và đồ án bình an bốn mùa trở thành biểu tượng văn hóa quan trọng của địa phương được gọi là hoạt động hoa cứng điêu khắc gạch từng có thời kỳ huy hoàng không điêu khắc không thành nhà có khắc tư vi quý cũng có thời kỳ thợ thủ công không nuôi sống được sự suy tàn của mình sau đó được liệt vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong truyện một gia đình nhỏ như gia tộc vệ thị thông qua câu chuyện năm thế hệ kế thừa và bảo vệ nghệ thuật điêu khắc gạch để thể hiện lịch sử đằng sau nghệ thuật điêu khắc gạch vệ thế truyền là truyền nhân đời thứ tư của vệ thị điêu khắc gạch hắn sinh ra năm nữ nhi nhưng cẩn thận tuân theo gia huấn truyền nam bất truyền nữ truyền nội bất truyền ngoại của vệ thị lại không muốn đem nghệ thuật điêu khắc gạch truyền cho nữ nhi cùng rễ thừa hắn tình nguyện môn nghệ thuật này theo hắn chôn cất vào trong mộ không ngờ tay nghề điêu khắc gạch vệ thị gần như thất truyền dưới sự kinh doanh của người chồng rễ đã phá vỡ gia huấn cổ hủ truyền nam bất truyền nữ truyền nội bất truyền ngoại dưới sự kêu gọi của chính sách chấn hưng nông thôn ông bắt đầu dẫn dắt cả thôn học tập tay nghề điêu khắc gạch thông qua tay nghề điêu khắc gạch làm giàu. Anh cũng đưa vào cơ sở thực tập sinh viên, để cho càng nhiều sinh viên có tri thức có văn hóa học tập điêu khắc gạch. Để bảo tồn tốt hơn di sản văn hóa điêu khắc gạch, ông đã mở nhà triển lãm văn hóa điêu khắc gạch. Dưới sự nỗ lực của người trẻ trẻ, nghệ thuật điêu khắc gạch không chỉ góp phần chấn hưng nông thôn, mà còn được giới trẻ yêu thích. Chương một, Truyền Nam Bất Truyền Nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio dãy núi gồ ghề, lỗ mãng đang xen. Đất buồn đỏ, đột ngột cằn cỗi. Thôn xóm quanh co, đã có một loạt tứ hợp viện chăn chịt, tường viện là gạch xanh một màu, trên gạch khắc hoa cỏ, động vật, góc cạnh rõ ràng, hai bên nóc nhà mỗi bên điêu khắc một con gà trống, ở giữa sườn nhà điêu khắc hai con bồ câu, ngụ ý các tường bình an. Chỗ sâu nhất của thôn xóm có một hộ gia đình, có sự khác biệt rõ ràng với các nhà khác, trên đại môn lâu đối xứng có hai bình sư tử đá vị trí ở giữa môn lâu hoa văn rõ ràng giống như sợi tóc nữ nhân dùng lượt qua trên vách tường hai bên cửa lầu có hai bức tượng gạch như vậy một bên là canh độc nhân gia một bên là thư hương môn đệ trước mắt chỉ có thể mượn một câu trong hồng lâu mộng để miêu tả nhất hồng trần nhị đẳng phú quý phong lưu có hai bức tượng gạch như vậy không phải nhà giàu có thì cũng là nhà phú quý mà nhà này không giàu không quý cũng không giàu có bọn họ đời đời truyền thừa tay nghề điều khắc gạch này chú ý xem trên cửa lầu nhà bọn họ có khắc bốn chữ to vệ thị đại viện trong sân chằng chịt xây đầy phòng ốc đây đã là một tòa đại viện kéo dài trăm năm lịch sử màn đêm buông xuống một trận mây đen bao phủ đại viện trăm năm vệ gia đầu thôn có một vị đạo nhân què chân đến gần cửa đại viện vệ thị nhìn vào bên trong liên tục lắc đầu chấp nhất là khổ a à, chấp nhất là khổ trong thư phòng đến sáng sốt cao, trong thư phòng nhà người ta đặt các loại tàn thư, mà trong thư phòng của chủ nhân, vệ thị đại viện, vệ thế truyền, trên giá sách đặt chỉnh tề các loại gạch. Mắt to vừa nhìn, sẽ hiểu lầm chủ nhân có phải đầu óc có vấn đề hay không, đem gạch cung đến trên giá sách. Sau khi nhìn kỹ, mới biết nông cạn lúc trước, nguyên lai trên gạch còn có các loại hoa văn, có hoa cỏ cùng các loại động vật, rất sống động, giống như muốn từ trên giá sách đi xuống bên cạnh giá sách là một cái thất gỗ đơn giản trên đó đặt một đống đất đỏ còn có một đống lông động vật và một ít điêu khắc bán thành phẩm vị trí góc phòng sách nhất có một cái giường đơn giản chỉ chứa được một người là dùng ba rương gỗ dựng lên mặt trên chỉ trải một tấm đệm da dê đã ố bụi cùng một cái áo khoác lông dê màu xanh lá cây nơi này bình thường người ngoài cũng không vào được ngay cả bọn nhỏ tò mò muốn vào vệ thế truyền cũng sẽ ngăn lại đủ thấy nơi này trong lòng vệ thế truyền có bao nhiêu thần thánh. Vệ thế truyền gác chân chữ bát nằm trên đệm lông cừu ngủ ngon giấc, áo khoác lông cừu màu xanh lá cây bị đá xuống đất, hắn ôm một viên gạch điêu khắc một con rồng, chung quanh rồng tất cả đều là đinh tán, dày đặc tê dại, ngủ ý nhiều con nhiều phút. Vệ thế truyền ngủ rất sâu, ngáy, khóe miệng còn có dấu vết nước miếng chảy qua. Nhưng viên gạch trong ngực lại thủy chung đặt ở vị trí bụng. Đột nhiên, vệ thế truyền quát to một tiếng đột nhiên ngồi dậy viên gạch điêu lông trong ngực cũng rơi xuống khố hạ hắn trừng mắt lẩm bẩm không đúng sao lại sinh thêm một đứa con gái điều này tuyệt đối không có khả năng vệ thế truyền tóc thô cứng dựng thẳng như con nhím làn da của hắn đỏ đen gò má đỏ ửng đặc biệt rõ ràng như là từng đánh má hồng còn tróc da điều này có liên quan đến vị trí địa lý dưới chân núi lục bàn ninh hạ nhiều năm gió khí hậu lạnh lẽo chất lượng nước kìm lớn vệ thế truyền là trưởng thôn trên tay quanh năm cuốn băng gạt trên băng gạt có lốm đốm vết máu điều này có liên quan đến việc điêu khắc quanh năm của hắn trên miệng hắn thường xuyên treo một loạt bọt trắng đây là trường kỳ tâm hỏa quá vượng dẫn đến một là làm chủ tịch xã hắn có rất nhiều chính vụ cuốn thân một là hắn cùng phu nhân vì sinh nhi tử đã liều mạng đến thai thứ năm thai thứ năm này không biết là nhi hay nữ, đây cũng là cuộc cường cuối cùng của vệ thế truyền. Đôi mắt đen sáng của vệ thế truyền lóe lên trong đêm tối, hắn vẫn đang rối rắm giấc mộng vừa rồi. Hắn tiếp tục ngã xuống, gãi đầu. Sao có thể mơ như vậy, không được, phải làm lại một lần, sao có thể lại sinh con gái chứ? Tống tử quan âm làm sao vậy? Không được, giấc mộng này phải làm lại. Vì thế thừa dịp mơ hồ, hắn lại ngã xuống, không nghĩ tới lại nằm mơ giống như vậy. Lần này làm càng rõ ràng, một cô gái thước than ngọc lập, hai đầu lông mày có vài phần anh khí, đứng ở bên cạnh cô kêu. "Ba, con đến rồi, mau tỉnh lại, ba, mau tỉnh lại." Vệ thế truyền từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi to như hạt đậu trên trán lăn xuống. Hắn ngồi dậy lại lẩm bẩm một trận. Giấc mộng này giống như thật. Nói xong, hắn trừng mắt ngồi trong chốc lát cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn bước nhanh ra khỏi thư phòng, thấy bà đỡ đun nước nóng bưng vào trong phòng phu nhân, đại tẩu, nhị tẩu trong gia tộc đều canh giữ ở ngoài cửa, lo lắng chờ đợi tin tức sinh nở. Vệ thế truyền trong lòng vẫn ông khối gạch có khắc trồng kia, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, vừa vuốt ve đinh tán tròn trên gạch, liên tục nhớ lại giấc mộng vừa rồi. Hắn lau mồ hôi trán, trong lòng tự khuyên nhủ. Mộng đều là ngược lại vệ thế truyền ngồi mơ mơ màng màng trên ghế đá đột nhiên bị một tiếng trẻ con khóc nỉ non đánh thức tiếng khóc của trẻ con thanh thúy hữu lực tự hồ xuyên thấu cả vệ gia bảo truyền đến tai vệ thế truyền khóe miệng vệ thế truyền không khỏi nhếch lên mỉm cười tiếng khóc này nghe cũng khí phách như vậy vệ thế truyền kích động đến chảy nước mắt từ giọng nói hào phóng này hắn đã nhận định là một tên khốn không lâu sau trong phòng ngoại trừ tiếng trẻ con khóc nỉ non còn truyền đến tiếng nức nở sầu thương của phu nhân Vu Phượng Nghi. Lúc này, bà đỡ hữu khí vô lực từ trong phòng sinh đi ra, nơm nớp lo sợ nói. Mẹ con bình an. Nghe được bốn chữ mẹ con bình an, về thế truyền như bị sét đánh, cả người run rẩy. Người nói cái gì? Mẹ con bình an. Không phải mẹ con bình an sao? Bà đỡ nói chậm lại. Vâng, vâng, mẹ và con gái bình an vệ thế truyền dùng sức nắm lấy cánh tay bà đỡ có phải bà đỡ choáng váng rồi không xác định không phải mẹ con bình an bà đỡ kéo cánh tay ra anh mới choáng váng tôi còn phân biệt rõ nam nữ vẻ mặt vệ thế truyền từ vui sướng chuyển thành mất mát từ mất mát chuyển thành bi ai hắn không vào nhà xem mẹ con có thật sự bình an hay không mà còng lưng đi về phía thư phòng hắn chậm rãi nhìn chăm chú vào một khối bản hiệu lau chùi không nhiễm một hạt bụi trên tường chính thư phòng, mặt trên có 10 chữ to chói mắt. Truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoài. Vệ thế truyền đối diện với bản hiệu, chân mềm nhũng quỳ xuống, nhìn không được chấp tay lặng lẽ cầu nguyện. Liệt tổ liệt tông ở trên, nhớ vệ gia ta, từ thời thanh quan tự đã bắt đầu tay nghề điêu khắc gạch cho đến bây giờ, đời đời truyền lại, cũng không để cho tay nghề này đứt đoạn bây giờ đến chỗ ta phải thất truyền sao? Vệ thế truyền ta chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, qua sông đoạn cầu, phản bội nghĩa, dựa vào cái gì phải thất truyền ở chỗ ta? Liệt tổ liệt tông ở trên, nếu như tay nghề này thất truyền từ chỗ ta, vậy thật sự là quá không có thiên lý. Vệ thế truyền là truyền nhân đời thứ tư của vệ thị điêu khắc gạch, gánh vác trách nhiệm truyền lại tay nghệ điêu khắc gạch. Thế nhưng, vệ thị gạch điêu khắc giống như lời nguyện siết chặt tổ huấn truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoại, lúc nào cũng cảnh tỉnh hắn, phải cẩn thận tuân theo tổ huấn Vì đem môn tay nghề này truyền xuống, hắn cùng phu nhân vu Phượng Nghi từ sau khi kết hôn liền chăm chỉ cày cấy. Từ sau khi kết hôn, bụng vu Phượng Nghi không rảnh rỗi, đều phấn đấu đến thai thứ năm, nhưng vẫn là một nữ nhi. Đạo nhân què chân ở đầu thôn lại trùng hợp đi qua cửa đại viện vệ gia, miệng còn lẩm bẩm chấp niệm càng sâu thống khổ càng nhiều càng khó ra khỏi bể khổ từ sau khi bà đỡ ra khỏi đại môn lâu tin tức về đứa con thứ năm của vệ thế truyền gia lại sinh con gái đã truyền ra ở vệ gia bảo mọi người nghị luận sôi nổi có người nói gặp phải bảy tiên nữ sẽ không sinh được con trai cũng có người nói ngô bách vạn gia cũng thiếu một gánh nước sao có thể để vệ thế truyền chiếm được Vu Phượng Nghi vừa mới sinh xong nước mắt lăn dài như hạt châu đứt dây, không đành lòng ông lấy đứa bé, nhìn mặt mày có chút anh khí của nàng, trong lòng âm thầm nói thầm. Đây rõ ràng là khuôn mặt của một nam hoa, vì sao lại đầu thai làm nữ nhi? Lại giống như tất cả nữ nhân, không chỉ phải chịu khổ cuộc sống, còn phải chịu khổ sinh con dưỡng cái. Vu Phượng Nghi nhìn như đang nói chuyện với hài tử, kỳ thật cũng đang tự thương hại mình. Thân thể đau âm ỉ đã không tính là gì, áp lực tinh thần lại nặng hơn ngàn cân. Đã hai ngày rồi, trường phu vệ thế truyền cũng không có vào phòng của nàng thăm nàng cùng hài tử. Điều này khiến cho nàng bởi vì không thể sinh ra nhi tử mà sinh ra ấy nấy cùng tự ti. Nhị tẩu lý tú diễm trời sinh tự nhiên xoăn, tóc buộc tóc đuôi ngựa trên đầu, giống như một đống cỏ dại. Nàng là vệ gia bảo nổi danh bao hỏi thăm, loa lớn, nhà ai chuyện nàng đều rõ ràng, nàng cũng sẽ rất nhanh truyền lại cho người khác nhưng lại là một người nhiệt tình, đối với ai cũng rất nhiệt tình. Lý Tú Diễm cầm thanh la đến an ủi vu phượng nghi. Nhi nữ A à, đó đều là duyên phận kiếp trước, ngươi cũng đừng nghĩ không ra. Hiện tại chính là ăn ngon, uống ngon, dưỡng tốt bản thân. Vu Phượng Nghi nói. Nhị tẩu, ngươi là không có sinh lỡ loét người, không biết lỡ loét nha. Ngươi nói ta làm sao có thể nghĩ thông suốt. Này cũng đã thứ năm thai, còn cho trưởng quỷ không có sinh hạ nhi tử. Ai, ta bình thường đối nhân xử thế hiền lành, sao lại không tu hạ cái hảo phúc báo đâu? Lý Tú Diễm cũng không biết nói tiếp như thế nào, đành phải nói sang chuyện khác, đùa tiểu ngủ chơi. Bởi vì là nữ nhi, về thế truyền hai ngày nay hài khí, cho hài tử ngay cả một cái tên chính thức cũng không có đặt, bởi vì ở nhà đứng hàng lão ngủ, tất cả mọi người gọi nàng là tiểu ngủ. Vệ thế truyền mỗi ngày không có việc gì liền nhìn chầm chầm ba đứa con trai của nhị ca vệ thế tập, hơn nữa cháu trai thứ hai vệ dân thái, khuôn mặt quốc thái dân an kia, nghịch ngợm lại sống động, nhìn vệ thế truyền đến mí mắt đều nóng lên. Hắn tự dễu. Thật sự là nhớ con trai muốn điên rồi. Chương 2 Truyền thuyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đại viện vệ gia là kết cấu tứ hợp viện điển hình, phòng trên cũng chính là phòng vệ thế truyền dùng để tiếp đại khách tới từ cửa chính đi vào một bức tranh chữ thư pháp trung đường đập vào mắt thường thiện nhược thủy hậu đức tái vật hai bên tám chữ theo thứ tự là bốn bức chữ hẹp bên trong cùng chính là hai bức thơ chữ phụng thể hai bức bên cạnh viết hai câu như vậy thiên dĩ cao viễn nạp vạn vật nhân bằng khoan hậu tụ các tường trung đường giống như phương châm của một gia đình nó đại diện cho thái độ đối nhân vật chính phía dưới trung đường là một cái bàn gỗ thô được mài tương đối sáng sủa trên bàn từ trái sang phải lần lượt bày ba bức tượng người trong đó vị trí chính giữa nhất là vệ tổ nghiệp người sáng lập vệ thị điêu khắc gạch mấy ngày gần đây lúc đêm khuya yên tĩnh vệ thế truyền đều quỳ gối trước trung đường nhìn di ảnh của ba vị tổ tiên sám hối ánh mắt vệ thế truyền tôn kính chuyển qua di ảnh của tổ tiên vệ tổ nghiệp về thế truyền từ nhỏ chính là nghe sự tích huy hoàng của tổ tiên vệ tổ nghiệp lớn lên, hắn xúc động sâu sắc vệ tổ nghiệp sáng lập ra, vệ thị cơ nghiệp không dễ dàng. Vào những năm quan tự đời nhà Thanh, vệ tổ nghiệp còn là một người làm việc vặt ở vùng Cam Túc để duy trì gia kế. Khi xây dựng chùa lớn La Gia, vệ tổ nghiệp chỉ là một công nhân tạm thời đi theo đội xây dựng làm cu ly. Một ngày nọ, trong chùa có ba người thợ điêu khắc gạch tới, bọn họ cư nhiên có thể khắc ra các loại hoa văn, chim thú trên gạch, điều này làm cho vệ tổ nghiệp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn thề phải học được môn tay nghề này. Vì thế lúc ba vị thợ điêu khắc gạch làm việc, hắn liền đi theo phía sau làm việc vặt, nấu nước nấu cơm, đi trước đi sau, chiếu cố cẩn thận ba vị thợ điêu khắc gạch. Ba vị sư phụ điêu khắc gạch thấy vệ tổ nghiệp thiện lương chăm chỉ, cũng biểu hiện ra hứng thú nồng đậm đối với điêu khắc gạch, liền phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Dựa vào tài học thông minh và quyết tâm kiên trì bền bỉ, vệ tổ nghiệp đi theo ba vị thợ điêu khắc gạch vào Nam ra Bắc, mang trời chiếu đất, dùng thời gian 10 năm học được kỹ thuật điêu khắc gạch này lô hỏa thuần thanh. Sau đó, vệ tổ nghiệp trở về quê nhà, tự lập môn hộ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập vệ thị gạch điêu khắc. Vào những năm quan tự đời nhà thanh, công nghệ điêu khắc gạch là thời thượng hiện nay, gạch đã trở thành biểu tượng của dòng giỏi thư hương và gia đình giàu có. Mái công đấu cũng, trụ tròn sơn son, đường cột chạm trổ mới có thể thể hiện nhã quan cao quý. Cũng là thời điểm về thì điêu khắc gạch huy hoàng nhất, thời điểm bận rộn nhất nuôi sống mấy trăm công nhân. Nếu khảo chứng cẩn thận, trong kiến trúc cổ do nhà Thanh để lại, vẫn có thể tìm được bút tích điêu khắc gạch của vệ tổ nghiệp. Bên phải di ảnh của vệ tổ nghiệp là truyền nhân đời thứ hai của tượng gạch vệ thị, vệ Lộc An. Vệ Lộc An kế thừa tay nghề của phụ thân vệ tổ nghiệp. Tuy nhiên vệ Lộc An cũng chịu nhiều đau khổ vì nghề này. Vệ Lộc An Sinh không đúng lúc, lúc ấy đang là thời kỳ dân quốc, quân phiệt hỗn chiến, binh hoang mã loạn. Công nhân trong nhà cũng từ số mấy trăm rút về số 10. Vệ Lộc An được mời đến xây dựng công quán cho một vị quân phiệt ác độc thời dân quốc, vị quân phiệt ác độc này chính là một thổ phỉ người người phỉ nhổ, lúc ấy vệ Lộc An mang theo các công nhân sắp hoàn thành điêu khắc, đi hỏi vị thủ lĩnh quân phiệt này đòi tiền công, vị quân phiệt bình thường ngang ngược này chẳng những không trả tiền công còn phái người đánh vệ Lộc An cùng chúng công nhân một trận, đuổi ra khỏi công quán. Không lâu sau vệ Lộc An bị thương nghiêm trọng, hơn nữa khí huyết tích tụ, học máu mà chết. Có lẽ là trùng hợp, sau khi Lộc An tự vệ chết, trong dinh thự của quân Việt ác không hề yên tĩnh, liên tiếp phát sinh quái sự, hậu viện có ma, tiểu thiếp nhảy lầu, con trai đột nhiên nổi điên. Ác quân Việt mặc dù thấy quá nhiều tràn diện sát phạt, nhưng đối với quái sự liên tiếp phát sinh trong nhà, trong lòng cũng phát động sợ hãi. Một ngày nọ, ác quân phiệt dưới đề nghị của người khác mời tới quẻ sư, quẻ sư trải qua một phen thao tác nói. Một khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Một được kim liễm, tắc mộc bất quá tán, thủy đắc hỏa phục, tắc hỏa bất quá viêm, thổ đắc mộc sơ, tắc thổ bất quá ẩm, kim đắc hỏa ôn, tắc kim bất quá thu, thủy đắc thổ thấm, tắc thủy bất quá nhuận đối mặt với cách dùng từ chuyên nghiệp của quẻ sư ác quân phiệt ngang ngược tự nhiên là cái hiểu cái không quẻ sư lúc này mới chỉ điểm sai lầm lúc ngươi xây công quán có phải đã bạc đãi thợ gạch không quân phiệt kinh ngạc một trận ngẫm lại quả thật có chuyện như vậy điều này làm cho ác quân phiệt đối với quẻ sư càng thêm tin tưởng không nghi ngờ quẻ sư dạo qua dinh thự của quân phiệt ác một vòng chỉ vào nóc nhà nói vấn đề nằm ở trên bức tượng gạch Ngươi nhìn cái đầu thú ở chính đường kia xem, một bộ tướng ngủ. Thú ngủ làm sao có thể trấn thủ được nơi ở chứ? Đương nhiên sẽ có ma quỷ qua lại, trong nhà không an ổn, thường xuyên xảy ra chuyện. Ác quân Việt đồng ý, mặc kệ 3721 hạ lệnh. Vậy đem con thú ngủ kia hủy đi cho ta. Quẻ sư vội vàng ngăn cản. Hủy không được a, à, hủy thì phải động thổ, động thổ thì phải chết ngươi. Quân Việt vừa nghe nói muốn chết sờ sờ súng hắn đeo bên hông, dường như sợ chết là mình. Khẩu khí cầu xin hỏi thầy bói. Còn có biện pháp nào khác không? Nếu ngươi giải quyết chuyện này cho chúng ta, ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Vừa nghe ác quân Việt muốn thưởng cho mình một số tiền lớn, quẻ sư lật đôi mắt sáng ngời, vuốt vuốt một nhúm trâu hoa trăm nói. Còn phải mời thợ thủ công kia điêu khắc một đôi bồ câu, đặt ở trên nóc nhà đối diện, để bồ câu đánh thức thú ngủ, trong nhà sẽ không có việc gì. Điều này khiến cho ác quân Việt ngang ngược ra một vấn đề khó khăn, người đánh cũng đánh, tiền cũng khấu trừ, hiện tại lại đi mời, đây không phải rõ ràng việc uy phong của mình, tăng khí thế của người khác sao. Nhưng vừa nghĩ tới có thể làm cho trong nhà bình an, cứng trắng một hồi da đầu lại có làm sao. Quân Việt gãi gãi đỉnh đầu, sửa sang lại quần áo một phen, mang theo sĩ quan phụ tá, cầm tiền công gấp đôi, mặc dậy, tự mình tới cửa mời vệ Lộc An, cũng không nghĩ tới vệ Lộc An đã chết cách đây không lâu ác quân phiệt không cảm thấy là mình hại mạng người, mà là mắng chửi đỉnh đạt đi ra khỏi nhà vệ Lộc An. Mẹ nó, lúc vận khí không tốt, uống nước lạnh cũng nhét vào kẻ răng. Ác quân phiệt trở lại dinh quán, bàn bạc với thầy bói, rút thắt lưng bên hông, ném lên ghế, xé rách quần áo, nói với sĩ quan phụ tá. Đi, đầu đường cuối ngõ, một người không rơi, đều dán cho ta thông báo số tiền lớn mời thợ thủ công biết điêu khắc chim bồ câu có tiền cũng có thể làm cho quỷ đẩy cối ta không tin còn tìm không ra một thợ thủ công biết điêu khắc dưới sự hấp dẫn của số tiền lớn ban thưởng đích xác có rất nhiều thợ thủ công đến ứng tuyển tuy rằng trong dinh thự nối liền không dứt tới rất nhiều thợ thủ công nhưng cũng không thể điêu khắc tốt bồ câu cái này làm cho ác quân việt gấp đến độ ăn không vô ngủ không được không thể tưởng được quân việt bình thường làm nhiều việc ác cũng có lúc sợ hãi Ác quân phiệt dậm chân một cái, tức giận, người phía dưới sợ tới mức mỗi người đứng ngồi không yên, hỏi thăm chung quanh, mới biết được vệ Lộc An còn có hậu nhân, hơn nữa hậu nhân của hắn cũng là một vị sư phụ điêu khắc gạch có kỹ thuật tinh xảo. Ác quân phiệt sau khi biết được, vui mừng vô cùng, mang theo số tiền lớn, dùng kiệu lớn tám nâng đem hậu nhân của vệ Lộc An, cũng chính là vệ quan tông nâng tới công quán. Vệ quan tông sao có thể không biết hắn cùng ác quân phiệt có thù giết cha? nhưng vì tiền công của mấy chục công nhân trong nhà, vì thanh danh, vệ thị cơ nghiệp, hắn nuốt xuống cừu hận, thu tiền công, đáp ứng công việc này. Vệ quan tông không biết dùng cái gì thần tiên tay nghệ, một không cầm đao, hai không cầm gạch, chỉ dùng một đoàn buồn, trong một đêm liền nặng ra một đôi chim bồ câu, đặt ở đối diện trên nóc nhà. Chim bồ câu trông rất sống động, há miệng như thật, như là kêu thú ngủ. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại không biết là trùng hợp hay là bồ câu thật có thể đánh thức thú ngủ, dù sao từ đó những chuyện kỳ lạ cổ quái trong dinh thự cũng biến mất. Vệ quan tông dùng một đám bùn nặng chim bồ câu, trong nghề gọi là nặng sống. Bởi vì lần này, vệ quan tông nuốt xuống ủy khuất, hắn thu hoạch danh tiếng. Đồng thời, anh nhận ra tầm quan trọng của phong thủy kiến trúc, vì vậy ngoài việc chạm khắc gạch, anh bắt đầu dốc lòng học phong thủy kiến trúc. Chương 3 Đời thứ ba truyền nhân bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vệ quan Tông cũng chính là phụ thân của vệ thế truyền, di ảnh của hắn đặt ở bên trái vệ tổ nghiệp. Vệ quan Tông từng cùng các con nhớ lại nói, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, phụ thân vệ lộc an ho một trận rồi ngẩng đầu, trong mắt lóe lệ quan, một hơi cuối cùng nói với hắn. Muốn truyền tay nghề điêu khắc gạch vệ thị của ta xuống. Lời của phụ thân tự như lời cô chú lúc nào cũng thúc giục vệ quan Tông, muốn đem cơ nghiệp của tổ tông phát dương quan đại, cũng truyền thừa xuống. Vệ Quan Tông là truyền nhân đời thứ ba của vệ thị điêu khắc gạch, 13 tuổi vẫn theo phụ thân học tập điêu khắc gạch, sau khi phụ thân đi, hắn kế thừa cơ nghiệp vệ thị, cái gọi là cơ nghiệp này kỳ thật cũng đã thành một cục diện rối rắm. Bởi vì vừa vặn thời kỳ chiến loạn cùng nạn đói, cuộc sống cơ bản của mọi người đều khó có thể duy trì, ai còn có thể nghĩ đến ở trên cửa lầu khắc một bức tượng điêu khắc. Ở thôn xóm giặc đi qua, sau khi trải qua đốt vết cướp bóc, thôn xóm đã không còn là thôn xóm, chỉ còn lại trước mắt hỗn độn. Ngay cả Mao Dĩ Thăng cũng tự tay phá hủy cây cầu lớn sông tiền đường do chính mình thiết kế xây dựng, rừng rừng viết xuống tám chữ to kháng chiến tất thắng, cầu này tất phục. Là vệ lộc an sống bằng kiến trúc, cuộc sống cũng gặp khó khăn. Ông để lại cho con trai chỉ còn lại một đống giấy nợ không được, chính là tiền lương mà công nhân không trả được. Vệ quan tông đành phải giải tán công nhân, kiếm sống bằng nghề trồng trọt để tay nghề điêu khắc gạch của vệ thì có thể tiếp tục truyền lại để không phụ di chí của tổ tiên vệ quan tông lúc nông nhàn đã bắt đầu làm một ít thủ công điêu khắc gạch hắn liền đem những thứ đã điêu khắc xong đều thu nạp vào trong một cái rương gỗ trong những ngày không có công việc điêu khắc gạch nào để làm anh vào nam ra bắc qua vùng hà nam thiểm tây học tập thêm một bước trở thành một gia đình tập trung điêu khắc gạch điêu khắc đá và phong thủy được mệnh danh là sư phụ toàn sống. Mái nhà và đầu thú do ông sáng tác, ngoài một số cây cỏ hoa cỏ, còn có các loài tiên hạt, rồng, phượng. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, trong lúc bách phế đại hưng, cả nước từ trên xuống dưới đều đang xây dựng với khí thế hừng hực, Vệ Quang Tông cũng vượt qua trào lưu của thời đại, ông lại triệu hồi công nhân đi theo mình năm đó, chấn hưng hùng phong ngày xưa của cơ nghiệp Vệ thị. Vệ Quang Tông là người tập hợp các tác phẩm điêu khắc gạch Vệ thị lên đến tượng gạch trên vách tường cửa lầu của các gia đình giàu có, xuống bia mộ, tượng đá trên quan tài, rồi đến lợi dụng tri thức phong thủy mình nắm giữ để điều chỉnh bố cục điêu khắc. Trung hợp chính là, về quan tông có ba đứa con trai, hắn liền căn cứ vào tiềm chất của mỗi đứa trẻ, đem ba môn tay nghề phân loại truyền thụ cho ba đứa con trai. Lão đại vệ thế hào học thạch điêu, lão nhị vệ thế tập học phong thủy, mà đem kỹ thuật trung tâm nhất của vệ gia điêu khắc gạch truyền cho lão tam vệ thế truyền vệ thế truyền càng nhớ rõ, năm đó phụ thân vệ quan tông trước khi lâm chung, lần lượt kêu tên ba huynh đệ quỳ gối trước giường nói. Các ngươi nhất định phải đem tay nghề của mình truyền xuống, ba người các ngươi ta mỗi người chỉ truyền một môn tay nghề. Vì hòa khí của huynh đệ các ngươi cân nhắc, các ngươi mỗi người chỉ tu tay nghề của mình, các ngươi có thể hợp tác lẫn nhau, nhưng không nên cướp bát cơm của huynh đệ. Vì thế vệ gia đời đời dùng phương thức truyền miệng, đem lời nguyện siết chặt để lại cho đời sau lão đại, lão nhị, lão tam từ nhỏ đã bị quán thâu, chỉ cần học được tay nghề phụ thân truyền, nhất định phải đem tay nghề này đời đời truyền xuống. Từ trong tay ai đoạn truyền, người đó chính là con cháu bất tài của gia tộc. Vệ Quan Tông dẫy dụa hơi thở cuối cùng, còn đỡ lão đại và lão nhị ra, gọi vệ thế truyền đến bên cạnh làm công đạo đặc biệt. Đại ca ngươi trung hậu thành thật, không có văn hóa, dựa vào tay nghề điêu khắc đá này cũng đủ để hắn nuôi sống gia đình nhị ca ngươi tâm tính sốc nổi, chí đại tài sơ, không yên tâm, để cho hắn học phong thủy, dựa vào ngươi và đại ca ngươi, hắn cũng không chết đói. Chỉ có ngươi học được một ít tri thức văn hóa, từ nhỏ theo ta vào Nam ra Bắc, cũng có thêm một ít kiến thức, có thể bình tĩnh làm một việc. Cho nên ta đem kỹ thuật cốt lõi của vệ thị điêu khắc truyền cho ngươi, đương nhiên nhiệm vụ lớn của vệ thị điêu khắc gạch liền rơi vào tay ngươi, trên vai ngươi, ngươi phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhớ kỹ tổ húng vạn lần không thể sửa đổi tổ huấn, đem tay nghề truyền thừa xuống. Người nếu truyền không được, chính là không xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Cách phụ thân qua đời đã rất nhiều năm, tay nghề của lão đại vệ thế hào và lão nhị vệ thế tập đều truyền xuống. Chỉ có lão tam vệ thế truyền còn không có đem tay nghề truyền xuống. Vệ thế truyền quanh năm than thở, ngoài miệng đều thở dài. Trong thôn còn lưu truyền ca dao như vậy. Vệ gia bảo, người vệ gia, vệ gia lão tam sinh không ra con, vệ gia gạch, vệ gia điêu khắc, vệ gia việc phải truyền ra ngoài. một đám trẻ con vừa nhảy dây, vừa hát. nhìn thấy cặp công văn, mặc quần áo tôn trung sơn sạch sẽ, đuổi theo một đám trẻ con chật vật không chịu nổi vệ thế truyền, vệ thế tập trốn ở một bên, hút thuốc, cười đến nỗi nồi thuốc đều từ trong miệng rơi ra. lão tam a, lão tam, ngươi một cái chủ tịch xã cầm nhà nước tiền còn trong coi gạch điêu khắc tay nghề không chịu buông tay. Hôm nay ngươi sinh năm cái nữ nhi, nhà ta ba cái tiểu tử, thật sự là trời giúp ta a, à, ta xem ngươi có thể trông coi bao lâu. Ta tổ huấn truyền nam bất truyền nữ, truyền trong bất truyền ngoại, hôm nay liền cho ngươi thêm chút dầu, việc này có lẽ tự thành, không thành cũng có thể tám chín không rời mười. Vệ thế tập lẩm bẩm, càng nói càng đắc ý. Đây là vệ thế tập mưu đồ đã lâu, hắn đã sớm nhìn ra vị tam đệ này thích nhị tử vệ dân thái nhà hắn vệ thế tập nhiều năm như vậy trong lòng vẫn có một nút thắt ngày đó phụ thân lúc lâm chung thì thầm với tam đệ vệ thế truyền thuyết hắn tò mò len lén ở ngoài cửa nghe được rõ ràng hắn liền không cân bằng vì sao phụ thân đem kỹ thuật cốt lõi của vệ thị điêu khắc gạch truyền cho tam đệ vệ thế tập thở dài một bên hút thuốc lá một bên tức giận bất bình lẩm bẩm lão gia tử a ta thật sự là không phục a à, ta đến tột cùng là chỗ nào không bằng lão tam vệ thế tập vẫn không tìm được cơ hội hòa nhau một ván không nghĩ tới vệ thế truyền khắp nơi đắc thế chỉ có không sinh ra nhi tử vệ thế tập cuối cùng cũng nắm được cơ hội ông ở đầu thôn nhìn mấy đứa trẻ nhảy dây liền phát lòng từ bi cho mỗi đứa một viên kẹo dạy bọn nhỏ học thuộc bài ca dao kia mục đích chính là tiến hành đã kích tinh thần đối với tam đệ đồng thời hắn sai con thứ hai vệ dân thái giúp nhà tam đệ làm việc vệ thế tập sao có thể không nhìn ra vệ thế truyền thích vệ dân thái chứ hắn chỉ là muốn vừa đấm vừa xoa phụ tử liên thủ đem tay nghề điêu khắc gạch học được tính toán của vệ thế tập là lão tam không có con trai đem vệ dân thái làm con thừa tự cho hắn là có thể đem tay nghề điêu khắc gạch thuận lý thành chương học được nhà mình cái này cũng là biến tướng mà đem tay nghề điêu khắc gạch học được trong tay mình cũng liền đè lên lão tam một đầu. Vệ Thế Tập nghĩ đi nghĩ lại, không cảm thấy ý vênh váo, lòng bàn chân vừa bay, liền ngã một cái, gãy một cánh tay. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của hàng xóm, vệ thế tập được đưa đến bệnh viện, bác sĩ băng bó nối xương cho vệ thế tập, bởi vì thuốc tê trong bệnh viện thôn hết hàng, để không bỏ lỡ thời cơ nối xương, vệ thế tập đau đến oa oa oa, cũng chịu đựng đau nhất bị nối xương, lúc này mới bảo vệ được một cánh tay vệ thế tập ở trên giường kêu ai u ai u mắt nửa mở nửa nhắm ngay cả nói cũng lười thấy vệ thế truyền vào tinh thần lập tức tỉnh táo vội vàng nhiệt tình chào hỏi dân thái mau đi rót cho chú ba một chén trà nóng nhớ phải đun đấy vệ thế truyền giúp nhị ca che chăng mau đi gọi dân thái làm bài tập đi đừng bận lát nữa ta sẽ đi vệ thế tập thay đổi thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày xưa dùng một bàn tay khỏe mạnh khác bắt lấy tay tam đệ đừng vội đi đến đây ăn cơm tối xong rồi đi chỉ chốc lát sau dân thái quả thật pha một bình trà bưng lên không nhanh không chậm rót cho vệ thế vệ thế truyền xoa đầu dân thái dân thái oa thật sự trưởng thành càng ngày càng hiểu chuyện vệ thế tập cười khanh khách nhìn dân thái vừa dùng dư quan quét qua biểu tình của tam đệ ba đứa nhỏ này còn chỉ có dân thái khéo tay Học cái gì biết cái đó. Ngoại trừ làm công, hắn liền cảm thấy hứng thú với điêu khắc và nặng búp bê buồn mỗi ngày không có việc gì ông một khối gạch vỡ nhặt được từ bên người khác chơi, hoặc là dùng bùng nặng bưa. Vệ thế truyền trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng cũng đã bất ổn. Vệ thế truyền nghe ra ý tứ trong lời nói ngoài lời của nhị ca, ý nghĩ thu dân thái làm đồ để hắn đã suy nghĩ không dưới 800 lần trong đầu. Dân thái là cháu trai của mình nếu như nhận làm con thừa tự bằng danh nghĩa của mình, cùng nhi tử thì có gì khác nhau đâu. Lại nhu thuận hiểu chuyện. Nếu như đem tay nghệ truyền cho hắn, hoàn toàn không vi phạm tổ huấn truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoại. Nghĩ tới đây, ánh mắt ôn nhu của vệ thế truyền lại rơi vào trên người dân Thái. Nhưng nghĩ lại, trong lòng luôn có một chút không cam lòng. Vệ thế tập thấy tam đệ không chịu tỏ thái độ, dưới tình thế cấp bách ông cánh tay ai nha kêu bắt đầu sử dụng khổ nhục kế ta cánh tay này đều gãy một nhà chủ lực ngã xuống về sau ba cái làm sao nuôi sống nha vệ thế truyền nhìn bộ dáng thống khổ của nhị ca lập tức nảy sinh lòng thương hại hắn giúp nhị ca kiểm tra băng bó vết thương nói tiếp xem lời ngươi nói búp bê đến nhà đều là mang theo lương thực tới còn có thể chết đói hay sao thương gân động cốt một trăm ngày một trăm ngày sau thì tốt rồi ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo tĩnh dưỡng, cái khác không cần suy nghĩ lung tung. Nếu như cuộc sống của ngươi khó khăn, ta có thể lấy cho ngươi chút tiền ngươi dùng trước. Vệ thế tập gấp đến độ mặt nhăn thành bánh quai chèo, tam đệ chính là không chịu nói chuyện đem dân thái làm con thừa tự. Hắn có một loại khí lực uổng phí, cánh tay trắng bị thương ủ rũ. Chương 4 Tư liệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Xuân đi thu đến, gió trên lục bàn sơn thổi hết mùa này đến mùa khác. Thời gian bước vào năm 1987, cuộc sống của người dân cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đường lầy lội, đường núi gập ghềnh, dần dần bị đường nhựa thay thế. Nhà gạch thô lung lay sắp đổ, bị nhà ngói gạch thay thế. Mô hình dùng gia súc để sửa dốc, làm ruộng, cây, được cơ giới hóa thay thế. Vệ thế truyền cũng đã gần nửa tuổi, trong tóc đen mơ hồ hiện ra tóc bạc bốn tỷ tỷ của vệ tiểu ngũ đều đã phong quan xuất giá. Tiểu ngũ cũng đã trưởng thành 18-19 tuổi đại cô nương, xuất hiện duyên dáng ngọc lập, chỉ là nàng vẫn không có một cái tên chính thức. Tất cả mọi người gọi nàng là tiểu ngũ hoặc là nha đầu. Trước khi thi đại học luôn có một đoạn thời tiết khô nóng khó nhịn, cuối tuần tiểu ngũ từ huyện về đến nhà, chuẩn bị cổng một chút khoai tây và bánh bao đen trở về trường, tiếp tục ôn tập. Tiểu ngũ bởi vì thành tích tốt, ở trong sân giặt quần áo đã tính trước, trong miệng còn ngâm nga như thủy lưu niên của Mai Diễm Phương. Mỗi ngày dãy dụa trong biển người, trong lòng cảm thán như nước năm xưa, không thể lưu lại ngày hôm qua, lưu lại chỉ có tưởng niệm. Tiểu ngũ đang say mê trong đó, đột nhiên một nam tử từ trên tường viện nhảy vào. Tưởng là ban ngày ban mặt trong nhà có trộm, tiểu ngũ lập tức ngừng ngâm nga, nhanh chóng bưng chậu giặt lên, chuẩn bị hắt một chậu nước lên đầu người nọ. Nam tử kia ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía tiểu ngũ. Hắn vóc dáng cao gầy, mặc một bộ áo sơ mi trắng ố vàng cùng một cái quần màu xanh lá cây quân đội, giày trắng theo sau là lỗ hổng giống như miệng há hốc. Hắn chính là thạch đào thiên của thạch gia bảo, người ta gọi là búp bê hoang dã, bởi vì hắn không có phụ thân, cho nên phạm là hắn làm một chuyện phá vỡ quy ước thông thường, người khác liền nói hắn có người nuôi, không có người giáo dục. Tiểu ngũ ném chậu xuống đất, cánh tay ôm trước ngực sao lại là ngươi để yên đường lớn không đi nhất định phải trèo tường viện ngươi cầm tinh con mèo thạch đào thiên đắc ý cười cái này gọi là không đi đường bình thường đi cửa lớn bị ba mẹ em biết còn không nên đánh gãy chân anh hiện tại đến tuổi mẫn cảm búp bê nam tìm búp bê nữ bị hàng xóm bắt gặp sẽ bị hoài nghi thành đối tượng tìm tiểu ngũ tức giận cầm lấy một cây gậy anh trèo tường nhà tôi ba mẹ tôi không đánh gãy chân anh, tôi cũng muốn đánh gãy chân anh. Thạch Đào Thiên vội vàng cầu xin tha thứ. Em muốn đánh gãy, ba mẹ em muốn đánh gãy, anh chỉ có hai chân, anh thấy cũng không đủ đánh. Anh nói với em hai câu quan trọng, nói xong liền đi. Tiểu ngũ thu hồi gậy gộc, cực kỳ không kiên nhẫn. Có chuyện gì mau nói, có trắm mau thả, nói xong mau cút, tôi còn phải giặt quần áo thạch đào thiên hỏa vô cùng lo lắng cởi bỏ nút áo sơ mi trắng trên người tiểu ngũ nhanh chóng cầm gậy lên ta muốn ngươi nói chuyện ngươi cởi quần áo làm gì mắt thấy gậy gộc đều muốn nện ở trên người thạch đào thiên một tay cầm lấy gậy gộc anh đừng hiểu lầm nói xong từ trong quần áo lấy ra hai quyển sách anh lấy cho em hai quyển tư liệu ôn tập xem xong bảo đảm em thi được điểm cao Tiểu ngũ nhìn hai quyển tư liệu thi đại học thấm đẫm mồ hôi, nội tâm nhất thời mềm mại. Cô ném cây gậy trong tay xuống, nhận lấy hai quyển tư liệu thi đại học dày cộc, đại khái lật xem một lần. Những tư liệu này rất khó mua, lấy tiền cũng không nhất định có thể mua được, anh mua ở đâu, chắc cũng tốn không ít tiền. Tôi đưa tiền cho anh. Thạch đào thiên gãi đầu, có chút thẹn thùng. Không có bao nhiêu tiền, ngươi cầm dùng, ta giữ cũng vô dụng em không định tham gia thi tốt nghiệp trung học sao? thầy rất coi trọng em, nếu em bỏ cuộc như vậy thì thật đáng tiếc. mọi con đường đều thông la mã, nhất định phải chết trên con đường đọc sách này. thạch đào thiên vừa nói vừa đưa tay cắm vào túi quần, còn thỉnh thoảng rung rẩy lấy một chân, làm cho người ta một loại không đáng tin cảm giác. tiểu ngũ trong lòng bất ổn đánh trống, nghĩ thầm thạch đào thiên người này không biết có phải là từ con đường chính thức lấy được sách hay không đột nhiên lại cảm thấy mình nghĩ người khác xấu xa như vậy, thật sự là cô phụ lòng tốt của người ta. Lúc này, vệ thế truyền kéo một xe đất nhỏ, đẩy cửa vào, thấy thạch đào thiên mở nút áo. Hắn ném xuống xe, không hỏi 3721, tiện tay nhặt lên một cây siêu siêu vẹo vẹo gậy gộc, hướng thạch đào thiên đi tới. Thạch đào thiên phản ứng nhanh, xem tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy. Chạy nửa ngày, như là mới kịp phản ứng, quay đầu hỏi, ngươi vì sao đánh ta vệ thế truyền đã thở không ra hơi một bộ không thể không đuổi theo tiểu tử ngươi sau này ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần ta cho ngươi chiếm tiện nghi của tiểu ngũ nhà ta thạch đào thiên lập tức dừng bước hai tay làm ra đầu hàng tư thế thúc thạch đào thiên con tuy rằng bướng bỉnh nhưng làm rất tốt con cam đoan con tuyệt đối không chiếm tiện nghi của tiểu ngũ con muốn làm chuyện không xứng đáng với tiểu ngũ còn chính là vương bác đảng. Vệ thế truyền thở hỗn hển từng ngụm từng ngụm. Ngươi không chột dạ, vậy tiểu tử ngươi chạy cái gì? Thạch đào thiên hai tay chống ở trên đùi, buộc ngựa bước. Ngươi không hỏi bừa bãi muốn đánh ta, ta không chạy, ta cũng không phải kẻ ngốc. Nhìn thạch đào thiên dừng bước, nhìn dáng người gầy đến da bọc xương của hắn, một bộ dáng trường kỳ chịu đựng đói khác, vệ thế truyền dơ gậy lên lại không xuống tay được, ném gậy xuống đất. Xoay người, chắp tay sau lưng, quay về. Thạch Đào Thiên có chút mặt danh kỳ diệu, lại mặc dày. Thúc, sao người không đánh nữa? Ngươi xem nếu không thu ta làm đồ để đi. Ta trợ thủ cho ngươi. Vệ thế truyền xoay người. Hừ, ngươi cũng xứng, ngươi nên sớm đừng đánh chủ ý này, nơi nào mát mẻ thì ở đó đi. Không nghe thấy thạch đào thiên đáp lại, vệ thế truyền xoay người, đã không thấy bóng dáng thạch đào thiên vệ thế truyền lầm bầm lầu bầu thổ phỉ oa thần long thấy đầu không thấy đuôi thật sự là ngoài miệng không có lông nói chuyện không yên thạch đào thiên về đến nhà nhìn thấy tiểu ngũ đang giặt quần áo trên tay đều giặt sạch da hắn ngượng ngùng hỏi có phải hay không bị thạch đào thiên chiếm tiện nghi chỉ là không có gì để nói anh giặt quần áo cho ai giọng tiểu ngũ rất lạnh đều treo trên dây thép Vệ thế truyền ngẩng đầu nhìn trên dây thép treo quần áo, từ thượng viện đến hạ viện, tràn đầy quần áo, ga giường, chăn mền. Ánh mắt vệ thế truyền chuyển qua hai quyển tư liệu thi đại học thật dày bên chân tiểu ngủ. Anh lấy đâu ra tài liệu này? Chính là vừa rồi Thạch Đào Thiên đưa tới, hắn không có túi, đem áo sơ mi buộc ở trong quần, đảm đương túi. Vệ thế truyền mới hiểu được, Thạch Đào Thiên vì sao cởi nút áo đứng ở trong sân. Tư liệu thi đại học dày như vậy, lúc ấy vẫn rất quý trọng, tiểu ngũ đều hỏi cậu mấy lần, cậu chính là không nỡ mua. Cuộc sống phổ biến của người dân túng quẩn, hơn nữa ông nhường chức chủ tịch xã, để lại cho những người trẻ tuổi có tri thức có văn hóa, ông liền về nhà chuyên tâm trồng trọt làm gạch điêu khắc. Trước đây có người nói, tay nghề nuôi người tốt hơn mũ ô sa. Mũ cánh chuồng nói mất là mất, tay nghề mới là cả đời. Bất quá, tay nghề điêu khắc gạch truyền tới thế hệ vệ thế truyền này, sớm đã không còn hùng uy như tổ tiên. Tổ tiên hắn hoặc là được gia đình giàu có mời làm thợ điêu khắc gạch trú trạch. Hoặc là có cửa hàng điêu khắc gạch, thủ hạ còn nuôi sống mấy chục công nhân điêu khắc gạch. Khi vệ thế truyền chuyên tâm điêu khắc gạch, mọi người hóa phùng liền đơn giản, hơn nữa nghèo khó, cho nên nghề điêu khắc gạch cũng không được tốt lắm. Vệ thế truyền chỉ làm một tư lệnh quan can, còn thường xuyên nhập không bằng xuất. Hắn chỉ có thể cho người ta mái nhà điêu con gà, hoặc là cho trong thôn miếu nhỏ điêu con sư tử, có đôi khi có thể kiếm cái trà tiền, có đôi khi vì nhân tình còn không cần tiền. Mặc dù như thế, vệ thế truyện chưa bao giờ từ bỏ sự yêu thích và bảo vệ của ông đối với điêu khắc gạch. Hắn vẫn tuân thủ chặt chẽ giáo điều tổ tiên lưu lại. Truyền trong không truyền ngoài, truyền nam không truyền nữ. Bị tiểu ngũ nói ra, vệ thế truyền hơi ấy nấy với chuyện mình hiểu lầm thạch đào thiên. Nghĩ lại thạch đào thiên này không có việc gì đưa cho tiểu ngũ tư liệu thi đại học, không thân chẳng quen. Thật sự là trộn chút tết gà, không có hảo tâm. Vẽ mặt vệ thế truyền nghiêm túc, đưa tiền cho tiểu ngũ. Sách này không dễ mua, anh đưa tiền cho người ta. Tiểu ngũ đang giặt quần áo lập tức từ trên ghế gỗ đứng lên, đem nước trên tay lau khô trên áo sơ mi kẻ caro đỏ, nhận lấy tiền bỏ vào trong túi quần. Ta cũng nghĩ như vậy trên mặt vệ thế truyền thoáng lộ vẻ vui mừng sau này đừng qua lại với đứa bé đó nữa tiểu ngũ biết ba cô đối với chuyện cô cùng bất kỳ nam oa nào lui tới đều rất mẫn cảm ba cậu sinh năm đứa con gái sợ nhất các cô chịu thiệt thòi lại lót gạch dưới cổ cậu yêu cầu đối với các cô đều phi thường nghiêm khắc bởi vì thường nghe một số nữ oa mang thai 6 tháng nhà mẹ đẻ không thể đòi một phân tiền sính lễ không nói còn phải cầu nhà chồng người ta cưới có một số nữ oa chưa từng trải đời, vì đi ra thăm sơn, bị người nơi khác lừa chạy, trở về búp bê đều mang thai trong bụng. Vì ngăn chặn cùng phòng người chuyện như vậy phát sinh trên người tỉ muội các nàng, về thế truyền từ nhỏ đã phi thường cảnh giác đối với nam oa nhi lui tới với nàng. Chương 5 Rừng cây dương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Giặt quần áo xong, vệ tiểu ngủ tết biếm tóc không loạn, tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết bình thường luyến tiết mặt, một chiếc quần kaki màu lam, khoác một đôi giày hồi lực màu trắng. Làm cho người ta có một loại cảm giác tươi mát nhìn thấy trời xanh mây trắng. Về tiểu ngũ kẹp một quyển sách, chạy tới khu rừng dương của Trương Gia Bảo, cây dương là một loại cây cao, nó không bén nhọn như cây tùng, không có dáng vẻ kệch cẩm của cây liễu, chúng nó trú trên mặt đất cao nguyên hoàng thổ, tự do tự tại sinh trưởng, không có sự ràng buộc của thành phố tận tình thể hiện màu xanh của chúng nó. Gió lớn thổi tới, trong rừng dương liễu sóng xanh cuồn cuồn, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Rừng dương liễu này đã tồn tại ở Trương Gia Bảo mấy chục năm, nó đã chứng kiến lịch sử biến thiên của Trương Gia Bảo. Sinh mệnh của nó tự hồ sẽ không già, mặc kệ lớn bao nhiêu, chỉ cần mình còn có khẩu khí, cũng sẽ không ngừng dân hiến. Mùa hè hóng mát, lá cây mùa thu dùng để lấp giường, còn che đậy xấu hổ cho thiếu nam thiếu nữ hẹn hò. Mùa này, nam nữ già trẻ đều còn làm việc trên đỉnh núi, bọn họ tận hết năng lực lớn nhất của mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, nuôi việc nữ. Vì tránh né ánh mắt mọi người, khu rừng dương rậm rạp này liền trở thành nơi tiểu ngủ cùng Trương Tuấn Khải gặp riêng. Trong thôn nhiều người ồn ào, giống như nam nữ thời kỳ này đi cùng một chỗ, giống như đều sẽ mang thai, bị nói này nói nọ. Khiến cho quan hệ nam nữ vốn chính đáng, đều không đứng đắn, thế nào cũng phải trốn trốn trong rừng dương liễu tiểu ngũ đến rừng cây nhỏ nhìn thấy trương tuấn khải mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ ngọc thụ lâm phong đứng ở trong rừng cây ngửa đầu ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn mỗi một sợi lông tơ trên mặt hắn đều có thể thấy được rõ ràng nàng ba bước tiến lên lấy tay che hai mắt tuấn khải đoán ta là ai tuấn khải đã sớm nghe ra giọng nói của tiểu ngũ lại phối hợp diễn dịch tình tiết không hề trì hoãn cậu là ai sao tôi không đoán được có phải tiểu lục không tiểu ngũ buông tay đấm ngực dậm chân dùng khẩu khí chua chát nói cái gì ngươi còn có cái gì tiểu lục tuấn khải nhìn thấy bộ dáng tiểu ngũ liền đắc ý cười ha hả dùng ngón tay vuốt mũi tiểu ngũ cậu đang ghen tiểu ngũ xoay người ta không có ngươi đi tìm tiểu lục tiểu thất của ngươi đi tuấn khải dùng tay ấm áp nắm thật chặt tay tiểu ngũ. Ta không cần tiểu lục, tiểu thất, ta chỉ cần tiểu ngũ. Tiểu ngũ nghe được đáp án mình muốn, xoay người, bốn mắt tiếp xúc với Tuấn Khải, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trái tim đập thình thịch lên cổ họng. Để giảm bớt xấu hổ, tiểu ngũ lập tức nói sang chuyện khác. Cậu ôn tập thế nào rồi? Tuấn Khải tự tin vỗ ngực. Yên tâm, lúc đề tên bản vàng, đêm động phòng hoa chút đến lúc đó anh sẽ đến nhà em cầu hôn. Tiểu ngũ thẹn thùng cúi đầu. Ai muốn thành thân với anh, em cũng muốn lên đại học. Tiểu ngũ nói xong ngồi ở trên một đám cỏ sạch sẽ, dựa lưng vào một gốc cây dương thụ tráng kiện. Tuấn Khải dứt khoát nằm trên đùi tiểu ngũ, lười biến hít mắt. Lên đại học cũng không ảnh hưởng tôi cầu hôn nhà cậu, dù sao trong nhà cũng không trông cậy vào tôi nuôi sống gia đình. Tôi chỉ cần lăn lộn nổi tiếng trở về, lúc rảnh rỗi sẽ đi du lịch khắp núi non cảnh đẹp của tổ quốc tiêu sái phiêu vật giống như lý thái bạch tiểu ngũ vuốt ve mái tóc mềm mại của tuấn khải tóc của cậu thật mềm mại cậu nghĩ tương lai tốt đẹp như vậy cho tôi một loại cảm giác không chân thật tôi thật sợ chỉ là một giấc mộng hoàng lương ai biết sau này cậu có thể gặp được tiểu lục tiểu thất tốt hơn hay không sau đó đem những lời này nói lại với các nàng một lần nữa tuấn khải lập tức giơ tay lên ta à, trương tuấn khải thề với trời, nếu như có tiểu lục, tiểu thất, liền để cho ta bị trời đánh xét đánh, không được tốt. Tuấn Khải còn chưa nói xong, Tiểu Ngũ đã lấy tay hung hăng bịt miệng Tuấn Khải. Dừng, ta cũng không bắt ngươi phát lời thề độc như vậy. Ngươi thật muốn thề, chúng ta liền đi trong miếu đi, trong miếu có Phật Gia Gia làm chứng. Tuấn Khải nói. Tôi đã thề với trời rồi, còn muốn vào miếu làm gì? Tiểu Ngũ đứng lên, kéo tay Tuấn Khải chạy về phía một ngôi miếu rách nát trên núi Bắc Trương Gia Bảo. Cửa miếu không có khóa lại, cũng không có tăng lửa quét dọn, vách tường loan lỗ loan lỗ, nhưng hương khói lại không có đứt đoạn, lúc này còn có mấy nén hương mờ mịt sương khói. Tiểu ngũ thành kính quỳ gối trước tượng thần, để Tuấn Khải cũng quỳ xuống. Tuấn Khải nhìn thoáng qua như không nhận ra là vị thần tiên nào, rời khỏi cửa nhìn thoáng qua, mặt trên mơ hồ viết ba chữ to thần tài miếu. Tuấn Khải cười nói. Chúng ta ở trong thần tài miếu cầu nhân duyên, thần tài gia gia cũng quá mệt mỏi đi, không chỉ có quản tài còn phải quản nhân duyên. Chúng ta vẫn là đi thôi, đừng làm khó thần tài gia gia, hắn lão nhân gia quản nhiều năm như vậy tài vụ, ngươi bây giờ lại để cho hắn tới quản nhân duyên, đây không phải là làm khó tài thần gia gia sao? Tiểu ngũ ra lệnh. Mau quỳ xuống, tâm thành tắc linh. Chúng ta không cầu tài, cũng không cầu nhân duyên, chỉ cầu thần tài gia gia làm chứng. Tuấn Khải miễn cưỡng quỳ xuống, tiểu ngũ nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tuấn Khải, đáy lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, dâng lên các mạch máu trong cơ thể. Hai người quỳ gối trước tượng thần tài, tiểu ngũ thành kính chắp tay. Cầu thần tài gia gia làm chứng, hôm nay vệ tiểu ngũ của vệ gia bảo ta cầu lão nhân gia làm chứng, cuộc đời này không phải trương Tuấn Khải thì không lấy chồng. Nói xong nhìn Tuấn Khải, Tuấn Khải cười khúc khích, bị tiểu ngũ đánh một quyền cũng học bộ dáng tiểu ngũ thành kính chấp tay cầu thần tài gia gia làm chứng tại hạ là trương tuấn khải của trương gia bảo hôm nay ta cầu lão nhân gia ngài làm chứng vệ tiểu ngũ đời này không phải vệ gia bảo thì không cưới vô luận là quỳ thần tài hay là quỳ nguyệt lão ở trong miếu bái xong tâm tiểu ngũ cuối cùng là thoáng yên ổn hai người ở một góc bí ẩn trước miếu đổ nát dùng sách đệm ngồi xuống tiểu ngũ lật xem tài liệu chúng ta vẫn nên chuẩn bị thật tốt để tham gia thi cử đi đối với chúng ta mà nói không có cơ hội thay đổi vận mệnh công bằng hơn so với thi đại học chúng ta đều phải nắm lấy cơ hội lần này đặc biệt là tôi nhà chúng ta có năm đứa con gái cha không thích con gái cảm thấy con gái không thể kế thừa tay nghề của ông cho nên tôi càng muốn thi đại học cho ông xem muốn bọn họ xem con gái cũng không kém so với nam nhi tuấn khải vỗ vỗ vai tiểu ngũ tôi tin cậu nhất định có thể thi đậu hiện tại quốc gia đều thừa nhận nam nữ bình đẳng, không biết chúng ta những trưởng bối này vì sao còn ngoan cố như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân chỉ là giới tính bất đồng mà thôi, cũng không phân biệt tôn ti quý tiện. Mao Gia Gia đều nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Bởi vì là con gái, tiểu ngũ ở trong gia tộc bị kỳ thị, nhiều năm như vậy ngay cả một cái tên chính thức cũng không có. Mọi chuyện nàng đều mạnh hơn, chứng minh mình cũng không kém nam hoa tiểu ngủ trong lòng cảm kích tuấn khải đối với nàng lý giải nhưng trong miệng lại nói tức giận lời nói ngươi một bí thư gia con trai độc nhất trải qua cẩm yên ngọc thực thiếu gia sinh hoạt cả nhà vây quanh ngươi xoay quanh ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó người trong nhà đều ủng hộ ngươi ngươi làm sao có thể cảm nhận được loại người như ta khó xử tuấn khải nóng nảy cái gì mà loại người như các người loại người như chúng ta con người sinh ra bình đẳng chẳng phân biệt được ba bảy loại đừng đẩy tôi xa như vậy tuấn khải nói xong lấy ra một xấp sách tư liệu dày từ trong ba lô màu xanh lá cây đưa cho tiểu ngũ cái này là tôi đặc biệt mua cho cậu cậu phải ôn tập cho tốt gần đây trong nhà có liên lạc với một thầy giáo trong thành phố cuối tuần bảo tôi đến chỗ thầy ấy học bổ túc bài tập ngẫm lại tương lai của chúng ta cậu còn có ý nghĩ bi quan như vậy sao trong đầu tiểu ngũ liên tiếp ảo tưởng tương lai tốt đẹp của nàng và tuấn khải bọn họ là kim đồng ngọc nữ mà người người hâm mộ. Nghĩ tới đây cô không khỏi nhìn chầm chầm Tuấn Khải, che miệng cười khúc khích. Tuấn Khải khó hiểu dùng sức xoa xoa mặt mình. Ngươi nhìn ta cười cái gì? Trên mặt ta có cái gì sao? Tiểu ngũ lắc đầu. Ngốc tử, thời gian không còn sớm, ta về nhà, chỉ nghe ngươi vẽ bánh nướng cho ta, quên chính sự. Nói xong quay đầu muốn đi, Tuấn Khải giữ chặt cô, đưa sách tư liệu tới tay cô cầm về ôn tập cho tốt tiểu ngũ nhìn thoáng qua sách tư liệu nói tư liệu cậu cầm dùng đi tôi đã có một bộ giống nhau cũng là bạn học tặng tuấn khải giảo hoạt nhìn tiểu ngũ nhân duyên tốt như vậy thành thật khai báo bạn học nam tặng hay là bạn học nữ tặng tiểu ngũ hé miệng cười bạn học nữ tặng thế nào bạn học nam tặng thế nào tuấn khải nắm chặt tay nếu là bạn học nam tặng, tôi nhất định phải đánh cậu ta một trận, để cậu ta biết cậu là của tôi. Tiểu ngũ hạ nắm đấm Tuấn Khải xuống. Còn chưa kết hôn, sao lại là của anh? Tuấn Khải nóng nảy. Ngươi đừng quên, chúng ta đang ở miếu thần tài trên núi Bắc, thỉnh thần tài Gia Gia làm chứng. Tiểu ngũ cười không lưng. Ngươi không phải không tin sao? Tuấn Khải nói. Tôi bái trước không tin, bái sau liền tin. Đánh xiên một hồi, Tuấn Khải cũng quên truy cứu nguồn gốc tư liệu của tiểu ngũ. Hai người cười cười nói nói, xuống núi, tách ra từ hai ngã ba thông tới thôn xóm của mình. Chương 6 Phụ thân lời nói Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương Tuấn Khải ngâm nga tiểu khúc nhi một chân vừa rảo bước tiến vào cửa nhà, phụ thân Trương Quốc Quân liền đón đầu hỏi. Ngươi lại đi tìm vệ thế truyền gia nữ tử tuấn khải không nhanh không chậm trả lời ừ tôi tìm cô ấy hỏi vài câu trương quốc quân đẩy cặp kính gọng vàng qua hai chúng ta ngồi đi anh có chuyện muốn nói với em tuấn khải nghĩ thầm có chuyện gì quan trọng nghiêm túc như vậy khiến cho cùng lãnh đạo nói chuyện giống nhau bà trương nhìn thấy con trai sau một trận hỏi hang ân cần lập tức bưng cơm nóng trong nồi lên bàn tuấn khải là con trai duy nhất trong nhà hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt cha mẹ chỉ ăn một bát mì sợi, mà hắn ngoại trừ một bát mì sợi, còn có hai món ăn sáng, cộng thêm hai quả trứng gà đã bóc vỏ. Xem ra, Trương Quốc Quân muốn mở một cuộc họp nhỏ với con trai, tiến hành một cuộc nói chuyện thấm thía, lại bị Lý Tiểu Tuệ thương con trai ngăn cản. Con trai vừa trở về, để con trai ăn cơm trước, có chuyện gì cơm nước xong hãy nói. Con trai chúng ta học tập một ngày, cũng phí đầu óc, dinh dưỡng phải theo kịp. Đừng nói, Tuấn Khải vốn không cảm thấy đói, sau khi thức ăn được mang lên bàn, lại bị mẫu thân nói như vậy, bụng của hắn liền phối hợp kêu ùng ụt lên. Tuấn Khải ăn như hổ đói, mẹ Lý Tiểu Tuệ ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở. Con trai, con ăn chậm một chút, đừng nuốt nữa. Trương quốc quân trừng mắt nhìn Lý Tiểu Tuệ. Con trai bao nhiêu tuổi rồi, còn sợ nuốt, thật sự là từ mẫu nhiều bại nhi. Lý Tiểu Tuệ lườm Trương quốc quân một cái, không cùng trượng phu tiếp tục dây dưa đề tài từ mẫu cùng bại nhi, bà vẫn ngồi ở đối diện nhi tử, cười hít mắt nhìn nhi tử từng ngụm từng ngụm đưa cơm vào miệng. Bước vào giai đoạn chuẩn bị thi, Tuấn Khải ăn cơm cũng trở nên rất nhanh, một bữa cơm 10 phút là có thể giải quyết xong. Mẹ tiểu tuệ vừa thu dọn bát đũa, vừa hỏi. Con trai, con ăn no chưa, nếu còn nợ một chút, mẹ sẽ đi đánh trứng ốc la cho con. Trương quốc quân thật sự không thể nhìn được nữa, con trai sắp thành gia lập nghiệp rồi, đói no có thể không biết, anh mau dọn dẹp bát đũa đi, tôi và con trai còn có việc muốn nói. Lý Tiểu Tuệ phối hợp thu dọn bát đũa, Trương Quốc Quân và con trai ngồi song song trên sofa. Phụ thân không mở miệng hỏi trước, Tuấn Khải tuyệt đối sẽ không mở miệng trước. Tuấn Khải, con cũng lớn rồi, có một số việc chúng ta phải nói rõ ràng. Sau khi tiến hành khởi động đơn giản, Trương Quốc Quân uống một ngụm trà nhỏ tiếp tục Bây giờ em phải lấy việc học làm trọng, anh đã tìm giáo viên cho em ở thị trấn, em có thể sắp xếp lại vấn đề hỏi giáo viên của em không? Rảnh rỗi thì đến nhà cha nuôi của em ở thị trấn đi dạo, cha nuôi của em và mẹ nuôi muốn em về nhà thăm họ. Mỹ Nhã cũng đặc biệt muốn em về nhà. Trương Quốc Quân nói xong dùng đầu đũa chọn cẩu kỹ, táo đỏ thái lát dính vào vách chén xuống đáy chén. Tuấn Khải biết ngụ ý của phụ thân, hắn cũng lập tức biểu lộ thái độ của mình gần đây ôn tập bận rộn con sẽ không đi thi xong rồi nói sau trương quốc quân cũng không tức giận lại uống một ngụm trà nhỏ đem một miếng trà bỏ vào trong miệng nhai một cái tiếp tục hướng dẫn từng bước mỹ nhã đứa nhỏ này không chỉ có tướng mạo tốt gia thế tốt thành tích học tập còn đặc biệt tốt ai cưới chính là phúc khí của người đó thái độ tuấn khải càng ngày càng lạnh đúng vậy để cho người nguyện ý cưới đi cưới dù sao tôi cũng không muốn cưới trương quốc quân đem lá trà đang nhai nát phi một tiếng nhổ vào gạt tàn thuốc đàn ông vẫn phải thực tế một chút yêu đương có thể yêu thích nhưng kết hôn phải chọn người có thể giúp đỡ mình dung cai lập tức đứng dậy muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng sớm càng tốt trương quốc quân lại rót một ngụm trà nhỏ cha nuôi cậu là huyện trưởng thiên kim huyện trưởng có thể coi trọng cậu đó là phúc phận của tiểu tử cậu tuấn khải có chút khinh thường nói vậy phần phúc phận này tôi sẽ không cướp giữ lại cho người khác đi tôi phải đi ôn tập tuấn khải tức giận về tới phòng cắm chốt cửa lại vùi đầu tiếp tục ôn tập ôn tập mệt mỏi thì đọc tiểu thuyết võ hiệp ngoài việc làm bí thư trương gia bảo trương quốc quân còn kinh doanh nhà máy dược liệu tập trung trồng trọt sản xuất bán khắp nơi việc kinh doanh của nhà máy dược liệu có quy mô nhỏ hắn hy vọng tuấn khải sau này có thể theo chính trị trong nhà lại tiến hành chuẩn bị nhân tình tuấn khải làm tiểu quan kỳ thật cũng chính là lập một đền thờ cho gia tộc hết lần này tới lần khác trương tuấn khải lại muốn làm một thợ dạy học nhàn tản nghĩ tới đây trương quốc quân không khỏi thở dài tuấn khải đứa nhỏ này chính là không nghe lời a à, đường trong nhà đều trải rất tốt cho nó nó dựa theo con đường này đi không biết phải ít đi bao nhiêu đường vòng đây là bao nhiêu người cầu còn không được nhưng Tuấn Khải này lại muốn thi sư phạm gì, làm giáo sư nghèo gì đó. Lão ngũ nữ tử còn đuổi theo vệ gia không chịu buông tay, mà sợ giống nhau. Nữ nhân mà, cởi quần áo không phải đều giống nhau sao? Lâu lắm, về sau ai quan tâm mặt mũi trông như thế nào? Trương quốc quân đột nhiên cảm giác đỉnh đầu bị một loại đồ vật trọng kích, hướng trên đầu sờ một cái, cảm thấy dính nhão. Thì ra là vợ Lý Tiểu Tuệ ném nửa củ khoai tây lên đầu anh ngươi có bệnh không anh mới có bệnh anh không đứng đắn phụ nữ nào cởi quần áo cũng giống nhau ý tôi là con trai chúng ta có quan hệ gì với cậu anh đừng nói chuyện với con trai tôi anh dạy hư con trai rồi anh xem khí chất của con trai tôi tôi nhìn thấy con trai tự như nhìn thấy một dòng suối ngọt trong lòng đều ngọt ngào tôi nhìn thấy anh tôi giống như nhìn thấy một đống mỡ heo mỡ đát đát ta thấy nhi tử sẽ làm cho ngươi chiều hư thật xấu nghe không lọt để yên đường lớn không đi nhất định phải đi con đường quanh co khúc khuỷu kia chờ con trai thi xong rồi hãy nói mẹ vội cái gì con trai lên đại học kiến thức nhiều suy nghĩ của nó tự nhiên cũng thay đổi mẹ hiện tại liền vội vã nói chuyện mỹ nhã với con trai con trai và tiểu ngũ vệ gia đang cao hứng không phản kháng mới là lạ trương quốc quân ở cửa sổ liếc mắt nhìn tuấn khải nói với lý tiểu tuệ Vậy nữ tử vệ thế truyền có gì tốt, vệ thế truyền lão ngoan cố, tính tình vừa thối vừa cứng rắn, sinh ra nữ tử có thể tốt bao nhiêu? Vì một đống gạch vỡ, cho một con ếch ngồi đáy giếng chức vị chủ tịch xã cũng không thỏa đáng, có thể so sánh với một trưởng huyện đương nhiệm. Vạn nhất hắn lại có thêm một đứa con trai ở rễ, ta chỉ có một đứa con trai như vậy, mang đi gánh vác cho hắn chậu hiếu. Tuấn Khải tiểu tử này vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa trải qua xã hội trà sát. Lý Tiểu Tuệ bị Trương Quốc Quân mắng một trận, liền giận dỗi lại đến nơi công cộng hát khí khúc. Lý Tiểu Tuệ là chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ, không có việc gì thì đi kéo một đám chị em đến một nơi lớn trong thôn uống kịch. Tuy rằng cổ họng trách nát hát cũng không dễ nghe, âm cũng không chính xác, từ cũng có sai lệch, nhưng người ta chủ yếu vui vẻ. Chỉ cần nhiều người, cô liền hăng hái, hăng hái không chỉ hát vui vẻ mà còn vung hai cánh tay nhảy. Các bà lão thiếu phụ đều bị nàng chọc cho cười ha ha, đem cả thôn đều để cho tiếng cười kia vây quanh. Cho nên, người khác còn đặt cho Lý Tiểu Tuệ một biệt danh gọi là người đến điên. Nàng không chỉ có đem chính mình chọc cười, còn có thể mang theo người chung quanh cùng nhau vui vẻ, cho nên bà lão các thiếu phụ đều thích nàng. Chương 7. Tưởng niệm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, trong phòng học ngoại trừ tiếng lật sách chính là tiếng lật sách phòng học chỉ có mấy gian đều là phòng gạch thô lúc trời mưa còn có thể bị dột cửa sổ quanh năm gió thổi lại bị sức mạnh liều mạng học tập này tôn lên cao quý tuấn khải ngồi ở hàng trước thường thường nhìn về phía tiểu ngũ hàng sau tiểu ngũ hiểu ý cười một tiếng ý bảo cậu ôn tập cho tốt bọn họ có được xung động tình cảm nguyên thủy cũng đang đấu tranh với vận mệnh đột nhiên sự yên tĩnh như vậy bị tiếng gà gáy khanh khách phá vỡ các học sinh đồng loạt nhìn về phía tiếng gà gáy. Chỉ thấy một thiếu niên bẩn thiểu, trên lưng đeo một túi bột mì gọi tên tiểu ngủ. Tiểu ngủ ngượng ngùng không đáng để ý tới, thiếu niên lại cố chấp kêu to, tự hồ không có nhận ra tiểu ngủ bất tình không muốn. Tuấn Khải cũng giật mình nhìn về phía tiểu ngủ, mặt tiểu ngủ nóng rát, nói không phải cảm thấy thiếu niên ăn mặc trách nát, chỉ là xấu hổ bởi vì chính mình quấy nhiễu sự thanh tĩnh của mọi người tiểu ngũ liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên kia là thạch đào thiên trong phòng học không khỏi truyền ra tiếng thảo luận mồm năm miệng mười còn kèm theo một chuỗi tiếng cười ha hả đó không phải là thạch đào thiên sao hắn vì sao không tham gia thi tốt nghiệp trung học lão sư không phải tiên đoán hắn nếu như tham gia thi tốt nghiệp trung học nắm chắc chính phần có thể thi đậu sao hắn tìm tiểu ngũ làm gì tiểu ngũ vì mau chóng kết thúc thảo luận đành phải chạy bộ ra khỏi phòng học thạch đào thiên lòng bàn chân dẫm lên một khối tảng đá lớn, tại lòng bàn chân mại tới cọ lui. Ta đến xem trường học, thuận tiện nhìn xem ngươi ôn tập được thế nào. Gà lại kêu khanh khách, thạch đào thiên vuốt gáy, ngượng ngùng cười hắc hắc. Tôi ra đường bán gà, vừa vặn đi ngang qua trường học, vào xem một chút. Tiểu ngũ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện, trầm mặt không nói. Thạch đào thiên thấy tiểu ngũ không nói lời nào, cật nhã nói. Đừng thẹn thùng như vậy, ta cũng không có ngượng ngùng ngươi ngượng ngùng cái gì tiểu ngũ lường anh một cái a à, ai thấy anh xấu hổ chứ tiểu ngũ đột nhiên nhớ tới vội vàng lấy tiền từ trong túi ra đưa cho thạch đào thiên đây là tiền tư liệu anh cầm mua gì đó cho thím thím cũng không dễ dàng thạch đào thiên quay đầu khoát tay lúc ta đưa sách tư liệu cho ngươi cũng không nghĩ tới muốn tiền của ngươi sách tư liệu xem cho kỹ a à, đừng phụ lòng tốt của ta nói xong xoay người, đem gà trong túi bột mì khoát lên lưng, không quay đầu lại, trực tiếp đi về phía cổng trường. Vốn muốn lưu lại cho Tiểu Ngũ một bóng lưng tiêu sái, lại bị một tảng đá lớn vấp một cái, lảo đảo một cái, Tiểu Ngũ nhịn không được cười không lưng. Thạch Đào Thiên gắt gao nắm chặt miệng túi trong tay, phản phất nắm chặt giấc mộng của hắn, rất sợ miệng buông lỏng sẽ biến mất. Thật ra thì đã biến mất. Đào Thiên bán gà, lại dạo chơi trên đường một lát hắn muốn tìm một nghề nghiệp ra hồn trong thị trấn có thể bảo đảm hắn vừa ôn tập vừa chăm sóc gia đình thật đáng tiếc hắn thất vọng cất tiền bán gà kẹp túi rỗng vì tiết kiệm tiền xe lựa chọn đi bộ về thạch gia bảo từ mặt trời nóng đến ánh trăng lạnh lẽo bóng hướng tây hắn hướng tây bóng hướng đông hắn hướng đông dường như không phải hắn đang đi mà là hắn đang đi theo cái bóng khi anh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ gầy gò chống gậy ở cửa bước chân anh cũng trở nên lo lắng đã trễ thế này sao anh còn chưa ngủ nói xong cởi áo khoác ra khoác lên người cô gái nữ nhân dùng bàn tay đầy gân xanh vuốt ve đầu đào thiên nói Người không trở về ta làm sao ngủ được thật khổ cho con ta đào thiên kéo tay nữ nhân nhanh chóng đỡ nữ nhân lên kháng nữ nhân không có lập tức đi vào giấc ngủ mà là thuận theo xếp bằng ngồi ở trên giường con mắt mở rất tròn nhưng cũng không chuyển động, cũng không mở chớp mắt, trong mắt vô thần. Nữ nhân lấy tay gõ kháng, ý bảo Đào Thiên cũng ngồi ở bên cạnh. Thạch Đào Thiên mới đem một muỗng nước lạnh rót vào bụng, vỗ về bụng, thỏa mãn nhảy xuống giường nói: "Ta tới rồi." Trong hốc mắt vô thần của người phụ nữ tràn đầy nước mắt. "Trời ạ, à, mẹ xin lỗi con, con phải đi học a, à, con xem trong nhà có cái gì có thể bán, đều bán đi, không thể không đọc sách a, à, ta không biết chữ lớn." trước kia là mắt mù bây giờ là thật mù cũng không thể liên lụy đến con nữa thạch đào thiên nói tam thập lục hành hành xuất trạng nguyên vì sao nhất định phải đi con đường đọc sách này ta cũng không tin ta không thi đại học thì không sống được ánh mắt nữ nhân không nhìn thấy bằng thanh âm đã nghe ra vẻ mặt ảm đạm của nhi tử ngươi đi đọc sách ngươi nhất định phải đi đọc sách ngươi không cần có ý nghĩ khác ngoại trừ đọc sách con đường này, tại này cùng sơn rảnh trong, không có tốt hơn đường có thể đi, chỉ có một con đường, đó chính là Hạ Cú Ly, không có bản lĩnh nhà ai nữ oa nguyện ý gả cho ngươi làm vợ. Nữ nhân ngữ khí nghẹn ngào. Mẹ, con trai mẹ là ai vậy, trong tên con có thiên địa, có thiên bảo hộ. Ngươi liền lừa gạt mẹ ngươi nhìn không thấy, ngươi đừng lo lắng ta, ta có quốc gia cứu tế lương thực, hàng xóm láng giềng cũng đều là người tốt. Ngươi đi đọc sách của ngươi, Mẹ người ta ở nhà không đói chết. Mẹ, mẹ cũng đừng ép con đi học, con không muốn đi nữa. Nước mắt của người phụ nữ từ hốc mắt chảy ra, theo gò má chảy vào trong miệng. Cô dùng sức nhéo tay mình. Đều là mẹ liên lụy con, mẹ xin lỗi con. Nếu con không đi học, mẹ cũng sẽ siết cổ mình. Thạch Đào thiên đầu căng thẳng, đem mẫu thân ôm vào trong ngực, cả người run rẩy. Trong căn phòng tối đen như mực, đèn dầu nhấp nháy. Bóng dáng nhỏ gầy của hai mẹ con khắc trên tường. Đào Thiên cũng là một hài tử đáng thương, phụ thân hắn là một người thợ gạch, nguyên bản người một nhà trải qua cuộc sống hạnh phúc. Mùa hè năm Đào Thiên 8 tuổi, chính là thời điểm lò gạch xuất hiện lượng lớn gạch. Thời gian ở Cao Nguyên Hoàng thổ dường như cũng ngắn hơn so với nơi khác, lúc lao động chân chính cũng chỉ ngắn ngủi 8 tháng, 4 tháng còn lại, trời đông giá rét, cũng chỉ có thể làm chút việc vặt vảnh trong nhà để tranh thủ thời gian kiếm thêm chút tiền, cha Đào Thiên dứt khoát cổng chăn đệm vào ở xưởng gạch. Có một lần trời đổ mưa to, sạt lở núi, lò gạch sụp đổ, bộ phận sụp đổ vừa vặn là nơi ở của cha Đào Thiên. Phụ thân Đào Thiên cứ như vậy bị chôn ở trong lò gạch, được cứu ra đã thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm. Sau khi mẹ Đào Thiên nhìn thấy thi thể chồng, nhất thời không thể tiếp nhận, hôn mê bất tỉnh tại chỗ, sau khi tỉnh lại hai con mắt liền không nhìn thấy mấy năm nay đào thiên cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau hắn liền đảm đương ánh mắt của mẫu thân phụ thân ngoài ý muốn thương vong lò gạch cũng bồi thường tiền trên đào thiên còn có một người anh trai anh trai buôn bán tiêu hết tiền bồi thường của cha cuối cùng anh trai làm ăn thất bại không chỉ bồi thường hết tiền bồi thường của cha còn thiếu nợ nước ngoài anh trai đành phải ra ngoài làm công trả nợ đào thiên vốn là một học sinh có thành tích xuất sắc nếu như phát huy bình thường đều là những đứa trẻ có thể thi đậu trạng nguyên huyện thầy giáo vì thế đều đến thăm nhà vài lần đào thiên nói cái gì cũng không chịu trở về trường học dưới sự bức bách của mẹ đào thiên không thể không trở về trường tham gia cuộc thi hắn biết nếu như muốn cho mẫu thân cắt đứt cái này niệm tưởng nhất định phải để cho nàng nhìn không thấy hy vọng đời người sợ nhất không phải nghèo khó không phải thất vọng mà là không nhìn thấy hy vọng tiếc núi lớn nhất của đời người đại khái chính là yêu cách núi biển, núi biển không thể bằng phẳng. Kỳ thật đổi tư duy chính là, biển có thuyền có thể độ, núi có đường có thể thực hiện. Chương 8 Hợp hảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Từ sau khi Đào Thiên tới trường học thăm Tiểu Ngũ, Tuấn Khải cũng không nói chuyện với Tiểu Ngũ, buổi trưa ăn cơm, Tuấn Khải cũng không tìm Tiểu Ngũ cùng nhau, tự hồ cố ý xa lánh Tiểu Ngũ thứ sáu tan học thu dọn cặp sách tiểu ngũ đưa một tờ giấy cho tuấn khải trong tờ giấy viết nội dung như thế này chờ em cùng nhau về nhà tiểu ngũ mắt thấy tuấn khải nhìn thoáng qua tờ giấy lại xé nát tờ giấy vô tình ném xuống đất tuấn khải đạp xe đạp chạy phía trước tiểu ngũ đạp xe đạp đuổi theo phía sau tiến vào đoạn đường ít người tiểu ngũ mới quát trương tuấn khải cậu đứng lại cho tôi cậu có ý gì nói rõ ràng đi trương tuấn khải kéo phanh tay dừng xe tôi có ý gì cậu còn muốn chân đạp hai thuyền tiểu ngũ ném xe xuống đất đi tới trước mặt trương tuấn khải sống lưng thẳng tắp trương tuấn khải anh có ý gì cái gì gọi là tôi một chân đạp hai thuyền hôm nay anh phải nói rõ ràng trương tuấn khải cười lạnh một tiếng cái này còn phải nói sao người ta tìm đến trường rồi còn mua tài liệu ôn tập cho cậu khó trách cậu không cần tài liệu ôn tập tôi đưa cho cậu tiểu ngũ cười khúc khích ngươi nói thạch đào thiên ngươi cần phải mạnh mẽ như vậy tuấn khải vẽ mặt nghiêm túc như thế nào không cần ngươi cự tuyệt ta mua cho ngươi tư liệu lại thu hắn tư liệu điều này ý vị như thế nào tiểu ngũ giải thích không phải chỉ là một bộ tư liệu học tập sao cần phải nghiêm túc như vậy sao chúng ta không phải đã mời thần tài gia gia trong miếu làm chứng rồi sao ngươi còn không tin tuấn khải không phải không tin tiểu ngũ hắn là không tin chính mình năm đó thạch đào thiên thành tích học tập xa hơn hắn nếu như không phải thạch đào thiên chủ động rời khỏi lấy lão sư tiên đoán hắn nắm chắc thắng thế mà hắn chỉ là sinh ra tốt thông qua giáo viên bổ túc duy trì một thành tích xuất sắc trương tuấn khải tiếp tục đẩy xe dời về phía trước tiểu ngũ cũng kéo xe lên cùng tuấn khải đẩy về phía trước thạch đào thiên đem tư liệu đưa đến trong nhà ta ta thật sự là không có biện pháp cự tuyệt liền chuẩn bị cho hắn tiền dù sao chính ta cũng là muốn mua nói như vậy ngày nào đó thạch đào thiên tới hướng ngươi thổ lộ ngươi cũng không tiện cự tuyệt nửa đẩy nửa liền tiếp nhận sao tuấn khải anh nói cái gì vậy em đã nói rồi kiếp này em không lấy anh thì không lấy chồng nữ nhân các ngươi giỏi thay đổi như vậy ai biết câu nào thật câu nào giả nếu như anh không tin tưởng tôi vậy chúng ta ở chỗ này mỗi người đi một ngã đi miễn cho lại tổn thương lẫn nhau tiểu ngũ nói xong đem chân gác lên xe đạp xe chạy nhanh về phía trước trương tuấn khải cũng đạp xe lên ở phía sau phấn khởi đuổi theo chỉ nghe gió ở bên tai gào thét đột nhiên tiểu ngũ cùng trương tuấn khải song song thắng lại xe nguyên lai là thấy được thạch đào thiên đứng ở giao lộ thạch đào thiên mặc một bộ áo sơ mi màu trắng trên quần áo mở ra mấy cái lỗ nhỏ giống như là vì mát mẻ, cố ý móc ra, trên lưng buộc một cái dây lưng cũ, tự cho là bác diện uy phong đem một cái giá đỡ ở trên sườn núi, một cái chân dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Tiểu ngũ nhìn không được cười nói. Tuấn Khải, chúng ta đây là gặp thổ phỉ ăn cướp sao? Tuấn Khải mặt mang sát khí nhìn Thạch Đào Thiên. Thạch Đào Thiên học diễn kịch bên trên ngôn ngữ. Muốn từ nơi này qua, lưu lại mua đường tiền, không có mua đường tiền, liền lưu lại mỹ nhân đi. Vị nhân huynh này, vì sao sắc mặt khó xử như thế, muốn theo tại hạ luận bàn một hai sao? Tiểu ngũ ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm thạch đào thiên mắc sai sợi gân nào rồi. Thạch đào thiên, đồ nhát gan. Tuấn Khải nói xong vọt về phía thạch đào thiên, chưa tới gần đã bị đào thiên một cước đạp xuống đất. Quả nhiên là bách vô nhất dụng, là thư sinh nha. Thạch đào thiên nói móc. Thạch đào thiên, ngươi muốn làm cái gì? sẽ đánh người có cái gì không dậy nổi, ngươi lại biết điểm gì. Tiểu ngũ xông lên phía trước, chỉ vào thạch đào thiên mắng. Thạch đào thiên khinh miệt cười. Ta cái gì cũng không biết, sẽ đánh nhau. Chuyện giữa nam nhân chúng ta, nữ nhân ngươi ít xen vào. Tiểu ngũ bị nuốt không biết nói cái gì cho phải, hai cánh tay ông ở trước ngực. Tuấn Khải chật vật bò dậy. Thêm một ván nữa, tôi không tin tôi đánh không lại cậu, tiểu ngũ cậu tránh ra. Thạch Đào Thiên lại cười cười nói. Nhìn ngươi bộ dạng trắng trẻo non nớt, đánh nhau ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nên học tập cho tốt đi. Đừng giống ta, ngoại trừ đánh nhau cái gì cũng không biết. Thạch Đào Thiên nói xong, nhìn thoáng qua mặt tiểu ngũ, đến gần Tuấn Khải, thì thầm với hắn. Chăm sóc tốt tiểu ngũ, đừng giống như một người phụ nữ, bụng già hẹp hòi. Thạch Đào Thiên nói xong ra vẻ tiêu sái rời đi. Mười phút trước, Đào Thiên đang đốn củi trên bờ ruộng, Trương Tuấn Khải và Tiểu Ngũ nói chuyện riêng tư, trong lúc vô tình hắn nghe được rõ ràng, cho nên hắn mới an bài một lần đánh nhau. Nếu hiểu lầm bởi vì hắn mà nổi lên, liền để cho hắn đến hóa giải. Tiểu Ngũ ban Tuấn Khải vỗ đất trên người, vừa vỗ vừa hỏi. Thạch Đào Thiên vừa nói gì với ngươi? Tuấn Khải sắc mặt rất khó coi, lại sợ mất phong độ trước mặt Tiểu Ngũ, trầm mặt không nói. Tuấn Khải nói. Chuyện tư liệu là tôi hiểu lầm cậu, Thạch Đào Thiên rất quan tâm cậu mà. Tiểu ngũ nói. Quản hắn, tình cảm là chuyện của hai người, không phải một người tình nguyện. Tuấn Khải hỏi. Lớp mình nhiều bạn như vậy, cậu ấy dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác cảm kích cậu. Tiểu ngũ nói. Tuần trước cuối tuần, tôi giúp cha tôi xuống sông đào bùn đất đỏ dùng để điêu khắc gạch, vừa vặn đụng phải mẹ của Thạch Đào Thiên, mắt bà không nhìn thấy, thiếu chút nữa liền nhảy xuống sông, tôi kéo bà lên và đưa bà về nhà. Bà cảm thấy mắt mình không nhìn thấy, liên lụy thạch đào thiên, cho nên muốn tìm hiểu ngắn hạn. Tôi ở bên cạnh khuyên nhủ nửa ngày, bà mới nguyện ý theo tôi về nhà. Thạch đào thiên không đi học, đại khái cũng có liên quan đến mẹ nó. Mẹ nó mắt nhìn không thấy, trước mặt không có người nào không được. Anh nói người thân hàng xóm một ngày hai ngày giúp đỡ có thể, thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt thạch đào thiên một khi thi đậu liền có nghĩa là hắn phải rời khỏi nhà rời khỏi nhà mẹ nó ai chăm sóc chứ tuấn khải nói nói thật tuy rằng tôi không thích thạch đào thiên lắm nhưng tôi cũng tiếc thay cho anh ấy ông trời cho anh ấy đầu óc thông minh nhưng không cho anh ấy một mạng tốt tiểu ngũ nhìn con đường phía trước nhìn không thấy điểm cuối ngươi cho rằng người trên thế giới này đều giống ngươi có mệnh của thiếu gia cả nhà đều nâng ngươi trong lòng bàn tay ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao ngươi nói xong liền bắt đầu bi quan nhân sinh bình đẳng tiểu ngũ ngữ khí trầm trọng con người sinh ra đã phân nam nữ ba sáu chín loại ngươi được trong nhà bảo vệ quá tốt không có lĩnh hội qua lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh ngươi học tập không tốt có nhà mời lão sư bổ túc ta chỉ có thể dựa vào chính mình nếu như thành tích không tốt thì không được đi học ta cũng chỉ có một con đường có thể đi gả cho một người không yêu sinh một đống trẻ con từ nay về sau không bao giờ có cơ hội đi ra núi lớn nữa tuấn khải xúc động sao em lại kết hôn với một người không yêu em có anh ta biết chúng ta quả thật đã thề ở trong miếu đầu óc ta đều choáng váng trong đầu đều chứa tương lai ngươi cùng ngươi miêu tả nhưng tỉnh táo lại nghĩ lại nếu như ta thi không đậu hai ta coi như là đi đến cùng bởi vì hai ta sẽ đi lên con đường nhân sinh bất đồng hai người cũng không biết vì sao trò chuyện một chút liền trò chuyện tới như vậy nặng nề đề tài cuộc sống giống như một kịch bản mỗi nhân vật đều có nhiệm vụ và số phận của riêng mình có nhân vật sinh ra đã nắm một tay bài tốt lại đánh một tay bài nát có nhân vật nửa đời trước nhận hết nhấp nhô nửa đời sau khổ tận cam lai có những vai trò những thứ mà cả đời theo đuổi là thứ mà người khác sinh ra đã có có nhân vật không quý trọng sinh ra đã có liền muốn theo đuổi những gì không chiếm được. Mùa hè, chỉ cần mặt trời xuống núi, sắc trời rất nhanh liền tối. Bóng lưng hai cái xe đẩy, ở trong ánh chiều tà, từ từ đi tới. Chương 9 Cha con bất hòa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu ngũ trầm rì về đến nhà, mẫu thân vu phượng nghi tò mò nữ nhi bởi vì chuyện gì tâm tình tốt như vậy. Tiểu ngũ không tự chủ dương khóe miệng, trên mặt treo nụ cười, thật lâu đắm chìm trong một loại cảm giác gọi là hạnh phúc không cẩn thận đụng phải phụ thân cha nghiêm mặt sao trễ thế này mới về một con búp bê hồ giả gì đâu tiểu ngũ lập tức thu hồi nụ cười cùng phụ thân chống đối nhà búp bê nữ làm sao vậy động một chút là nhà búp bê nữ búp bê nữ sẽ không phải người búp bê nam búp bê nữ phân biệt như vậy tiểu ngũ chỉ cần nghe phụ thân nói nữ oa nhi gia thế nào thế nào, loại lời nói mang theo khẩu khí kỳ thị này, trong lòng cũng không phải tư vị. Tiểu Ngũ luôn đối nghịch với cha, luôn muốn chứng minh cô và con trai không có khác biệt. Ngươi xem mấy tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại nhìn ngươi, nói cái gì? Nào có nữ nhi nào nói chuyện với phụ thân như vậy? Nếu tôi là con trai, anh vẫn đối xử với tôi như vậy sao? Ta mới nói ngươi vài câu, ngươi nhìn xem ngươi nói vài câu, ta thế nào đối đãi ngươi, ngươi là uống gió tây bắc lớn lên ta à, tuy rằng không phải uống gió Tây Bắc lớn lên, nhưng ta tuyệt đối là uống khí thủy lớn lên, ta từ nhỏ đã nhìn sắc mặt của ngươi lớn lên, đến bây giờ ta ngay cả một cái tên chính thức cũng không có. Bởi vì ngươi chán ghét ta sinh ra lại là một nữ nhi, không có cho ta một cái tên chính thức. Ở trong mắt ngươi, nhi tử sinh ra cho dù là heo ngươi cũng yêu, chúng ta dù thế nào tốt, ngươi cũng không nhìn thấy chúng ta tốt. Vu Phượng Nhi vội vàng khuyên can. Tiểu ngủ, sao con có thể nói chuyện với cha như vậy tiểu ngũ như bị châm thuốc súng các người ghét bỏ tôi ghét bỏ tôi là con gái nếu tôi là con trai hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không bị đối xử bất công như vậy vệ thế truyền cả người run rẩy đem thanh âm đề cao hai cái decibel cảm giác toàn bộ vệ gia bảo người đều có thể nghe thấy dường như ngươi về muộn ta vì tốt cho ngươi nói ngươi hai câu còn không được ngươi muốn phản thiên tiểu ngũ kéo gói thuốc nổ ra điên cuồng oanh tạc đem oán khí mấy năm nay đâm ra tận xương tủy ngươi luôn miệng nói vì tốt cho chúng ta trên thực tế ngươi chính là ích kỷ ngươi mỗi ngày chui vào thư phòng của ngươi vùng trọng nghịch gạch vỡ của ngươi ngươi liền đem tay nghề rách nát của ngươi cổng vào trong mộ đi dù sao chúng ta đều là con gái cũng không xứng kế thừa tay nghề rách nát của ngươi vệ thế truyền coi như sinh mệnh trong cảm nhận của hắn là chuyện thần thánh vô cùng tiểu ngũ lại từng ngụm từng ngụm tay nghệ trách nát gạch trách. vệ thế truyền rốt cục không thể nhịn được nữa giơ tay lên tát lên mặt tiểu ngũ ta thấy sách của ngươi đừng đọc nữa người ta đều nói đọc càng nhiều càng phản động quả nhiên tiểu ngũ không có trốn ngược lại đem mặt đưa đến phụ thân trước mặt ngươi đánh nha đánh chết ta quên đi ngươi nếu như như vậy chán ghét ta lúc trước vì sao sinh hạ ta vệ thế truyền nổi giận lại hung hăng tát một cái vu phượng nghi còn chưa kịp phản ứng ngăn cản bàn tay đã rơi xuống mặt tiểu ngũ chỉ thấy máu tươi nơi lỗ tai tiểu ngũ chảy ra vu phượng nghi ô oa khóc lớn nhào tới dùng tay áo giúp tiểu ngũ lau máu trong lỗ tai tiểu ngũ liếc mắt một cái liền hôn mê bất tỉnh vu phượng nghi tay đầy máu cầu xin đây chính là nữ nhi của ngươi nha thân cốt nhục của ngươi nha ngươi làm sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy nha vệ thế truyền cũng ngay dạy, Hắn giơ tay lên nhìn, cũng không biết tại sao mình lại hạ tay nặng như vậy, lại không tự giác trung lên. Anh đứng ngay ra đó làm gì? Mau đưa đến bệnh viện đi. Nếu con gái có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ liều mạng với anh. Vệ thế truyền cũng khẩn trương lên, kéo chiếc xe bình thường dùng làm công tới, trải một giường chăn bông, vội vàng kéo tiểu ngủ vào trong bệnh viện. Dọc theo đường đi, chân anh giống như dẫm lên sợi bông, vừa mềm vừa mềm đến bệnh viện gần quê, bác sĩ xử lý đơn giản vết máu ở lỗ tai một chút vội vàng nói. Mau kéo đến bệnh viện huyện đi, chỗ tôi chữa không được. Một khi bác sĩ không chịu thu viện, trong tình huống bình thường tương đương với hạ thông điệp sinh tử cho bệnh nhân. Vệ thế truyền lúng cuốn, kéo xe chạy chậm. Tiểu ngủ, là ba có lỗi với con, con đừng có có chuyện không hay. Con khỏe rồi, ba sẽ đặt cho con một cái tên chính thức. Ông trời phù hộ đừng để tiểu ngũ xảy ra chuyện. Diêm vương gia, ngàn vạn lần không được nhận tiểu ngũ, ta có thể lấy mạng của ta để trao đổi. Vệ thế truyền bình thường mặt không chút thay đổi, chỉ biết trút tình cảm vào một đống gạch, rốt cục lo lắng lên, rất giống một con kiến trên nồi nóng. Vu Phượng Nghi dùng hết khí lực toàn thân đẩy xe, một đường chạy một đường gào thét. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng cũng đến bệnh viện huyện treo cấp cứu một nam bác sĩ mập mạp tiến hành kiểm tra toàn diện lỗ tai tiểu ngũ, nghiêm túc nói. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Về thế truyền kích động hai hàng lệ nóng theo gò má trút xuống. Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác. Bác sĩ nam mập mạp thở dài một hơi. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... Nam bác sĩ mập mạp nói một nửa, lại nghẹn trở về. Về thế truyền cùng vu phượng nghi thiếu chút nữa bị nghẹn chết vệ thế truyền hai tay nắm tay nam bác sĩ mập mạp khẩu khí cầu xin nhưng cái gì con gái tôi xin nhờ anh bác sĩ nam mập mạp nói nhưng mà hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vu phượng nghi gấp đến độ dậm chân bác sĩ nhưng là cái gì đây là muốn thành nóng vội chết người không phải sao bác sĩ nam mập mạp lúc này mới nói lỗ tai phải có thể xuất hiện chướng ngại thính giác người đàn ông mập mạp hỏi tiếp tôi muốn biết cô ấy bị thương như thế nào vệ thế truyền đột nhiên lắp bắp nói ngã ngã bác sĩ mập lùng dùng ánh mắt sắc bén đánh giá vệ thế truyền tôi đã kiểm tra vết thương cũng không phải do ngã huống hồ trên người không có bất kỳ vết thương nào do ngã xuống kết quả kiểm tra của tôi là là có người cố ý làm bị thương trên mặt còn lưu lại dấu bàn tay anh xem có muốn để lại chứng cứ cho anh hay không? Để các anh truy cứu trách nhiệm của đương sự. Vệ thế truyền không chỉ tiếp lời, còn nói lắp. Vậy thì ở lại. Ở lại đi. Vu Phượng Nghi xông lên, chắn trước mặt vệ thế truyền. Không để lại, cứu con gái ta trước. Nói xong lừa ngồi dưới đất, vỗ đùi gào thét trong hành lang. Đây là bệnh viện, bệnh nhân nhiều như vậy, không có người chết ngươi gào thét cái gì. Vệ Thế Truyền, anh thật không ra gì, tôi với anh không gì hơn. Anh cứ trong chừng đóng gạch vụn của anh đi. Vệ Thế Truyền hạ giọng cầu xin. Chúng ta chữa bệnh quan trọng, ngươi gào cái gì mà gào. Lão già kia, ngươi còn không biết xấu hổ nói a, à, nữ nhi của ta nếu có chuyện không hay xảy ra, ta lần này với ngươi không để yên. Vệ Thế Truyền đưa lỗ tai đến trước mặt Vu Phượng Nghi, giọng nói ép xuống rất thấp, giống như đang thì thầm ta cũng không hy vọng nữ nhi có chuyện a à. ta cũng không biết lúc ấy tại sao đầu óc lại nóng lên tại sao lại hạ tay nặng như vậy ô hoa ngươi nói đơn giản tay ngươi lầm là có thể đem nữ nhi đánh thành cái dạng này ngày nào đó ngươi giết ta ngươi cũng nói tay lầm sao ngươi là lão bất tử ta xem như nhìn thấu ngươi ta một ngày hầu hạ ngươi ăn hầu hạ ngươi uống ngươi xem ngươi có chút lương tâm sao ta chính là hầu hạ một con chó chó cũng sẽ niệm ta tốt, vẫy đuôi cho ta vài cái. Bác sĩ Mập Lùng đã không chịu nổi tiếng gào thét và la hét của mảng lâu đạo tử, nhưng vẫn biểu hiện ra tố chất nghề nghiệp cơ bản, thái độ thân thiện tiến lên khuyên nhủ. Là người nhà bệnh nhân, điều chúng ta có thể làm chính là phối hợp trị liệu, khóc lóc không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Vu Phượng Nghi vừa nghe sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân, sợ ảnh hưởng đến nữ nhi, lập tức dừng giọng che miệng thấp giọng khóc nức nở. Vệ thế truyền đặt vu phượng nghi trước ngực, mặc cho nàng dùng nắm đấm đập vào ngực mình. Chương 10 Vận mệnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu ngũ có một loại cảm giác bị vận mệnh cưỡng gian, nguyên bản một thân ngạo cốt, nhưng lên trời ông trăng. Nhưng vẫn bị ấn mạnh xuống đất, vô lực giãy dụa, lột sạch quần áo, xấu hổ nhận mệnh. Vốn một chân bước vào cổng trường đại học, lại bị vận mệnh lại vô tình đẩy ra. Qua chẩn đoán của bác sĩ, màng nhĩ một bên tai của Tiểu Ngũ bị vỡ 3,5 mm, cần khoảng 3 tháng mới có thể sửa chữa, khôi phục thính giác. Bởi vì lần này màng nhĩ bị phụ thân đã thương, cần trị liệu tu dưỡng, không thể trở về trường học, mâu thuẫn giữa Tiểu Ngũ và phụ thân lại một lần nữa thăng cấp, Tiểu Ngũ cự tuyệt nói chuyện với phụ thân. Cứ như vậy, Tiểu Ngũ mặc danh kỳ diệu từ trong bạn học biến mất ai cũng không biết vì sao cô lại đột nhiên rời khỏi trường học. Đối với việc cô đột nhiên bỏ học, đa số các bạn nữ trầm trồ khen ngợi, bởi vì một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của các cô đã rời khỏi. Lúc tiểu ngũ còn ở đây, cướp đi tất cả danh tiếng của các nàng, sư phụ sủng ái, còn cướp đi lực chú ý của Tuấn Khải. Tuy rằng trong lớp có vài bạn nam thành tích tốt, nhưng nghèo khó keo kiệt của bọn họ, khiến cho bọn họ cũng không được bạn nữ hoan nghênh. Ngược lại, Tuấn Khải thành tích tốt, gia thế tốt, tướng mạo anh Tuấn, trở thành đối tượng cạnh tranh của các bạn nữ. Đào Thiên dưới sự bức bách của mẹ, rốt cuộc cũng trở lại trường học. Vì lý do đặc biệt của gia đình, giáo viên đồng ý cho anh ôn tập ở nhà. Thật ra, Đào Thiên vẫn chưa từng từ bỏ việc ôn tập, mỗi khi bận rộn xong một ngày làm việc đồng án, buổi tối anh sẽ ngồi dưới ánh đèn dầu len lén lật sách. Cuộc sống trước 8 tuổi của Đào Thiên vẫn rất thoải mái, tuy rằng gia đình không tính là giàu có nhưng cũng không quẩn bách như vậy có phụ thân che chở ít nhất hắn ở bên ngoài chưa từng bị bất luận kẻ nào khi dễ từ khi phụ thân xảy ra chuyện mẫu thân mắt không nhìn thấy cuộc sống của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hàng xóm bình thường quan hệ tốt với nhà hắn cũng bắt đầu xa lánh thân thích bằng hữu thấy hắn đều trốn tránh giống như hắn mắc bệnh truyền nhiễm gì đó ngay cả lý tam thẩm hàng xóm bình thường bị nam nhân đánh cho mặt mũi bầm dập cũng đem dê chạy tới trước cửa nhà hắn ăn cỏ hắn cắt tới hắn trong cơn tức giận cầm roi đánh què dê nhà lý tam thẩm thím lý náo loạn trước mặt trưởng thôn thạch khai phú thạch khai phú vừa thấy đào thiên là một tiểu oa nhi hơn nữa thím lý cũng không chiếm lý liền mắng lý tam thẩm một trận mắng nàng là một người lớn một ngày không có việc gì chấp nhặt với một đứa bé cái này gọi là khi dễ nhỏ yếu dì Lý bị mắng đến xám xịt trở về nhà. Thời gian khi đó khó chịu đựng, mẫu thân nhìn không thấy, đại ca đi ra ngoài buôn bán không có tin tức, trong nhà không có gạo cho vào nội, đào thiên liền lên núi đào rau dại, đào thiên luôn đem nhiều để lại cho mẫu thân nàng, chính mình ăn ít. Không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu, rau dại ăn đến mẫu thân còn trúng độc, thiếu chút nữa mất mạng. Đào thiên mang theo mẫu thân đi tìm bác sĩ chân trần đầu thôn, Bác sĩ chân trần không biết cho mẫu thân uống một thanh thuốc màu sắc rực rỡ gì, dù sao mẫu thân tốt rồi. Nhưng bởi vì đói khát, mẫu thân hai chân vô lực, buông một sạp, nhấc lên một chuỗi. Đào thiên đành phải đi xin cơm. Hắn ngượng ngùng ăn xin trong thôn, đành phải đi thôn bên cạnh thử thời vận, khi đó quan cảnh nhà nhà đều không tốt. Đào thiên chạy khắp trương gia bảo cùng vệ gia bảo, ăn một đường bế môn canh, chỉ có nữ nhi của chủ tịch xã vệ thế truyền gia thấy hắn đáng thương, vùng trộm bưng ra cho hắn một chén mì, nữ nhi này chính là tiểu ngũ. Tuy rằng nhiều năm như vậy, về tiểu ngũ có thể đều quên thiếu niên ăn xin trước cửa nhà hắn, nhưng thạch đào thiên vĩnh viễn cũng sẽ không quên chén mì cứu mạng kia. Cho nên, hắn vẫn dùng phương thức độc hữu của hắn, cảm kích tiểu ngũ. Lên tiểu học, mấy năm qua chăm biếm mẹ về tiểu ngũ không sinh được con trai, cười nhạo về tiểu ngũ không thể kế thừa tay nghề vệ gia, tay nghề vệ gia phải thất truyền vân vân khi dễ tiểu ngủ không cho nàng sưởi ấm. Giống như là không có ca ca hoặc đệ đệ, sẽ không có người chống lưng. Đào Thiên sau khi nghe được, buổi chiều tan học lúc đem mấy cái kia nằm qua ước đến trên núi, mấy cái kia nằm qua hồ đồ bị đánh một trận. Lên trung học, về tiểu ngủ được chọn làm đại biểu lớp tiếng Anh, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng giáo viên tiếng Anh là một giáo viên nam, mấy vị đại biểu lớp tiếng Anh trước tiểu ngủ đều đột nhiên không làm nữa tiểu ngũ cũng không biết vì nguyên nhân gì có một lần cô đi đưa sách bài tập cho giáo viên tiếng anh giáo viên tiếng anh liền tùy tiện bóp bóp trên người cô cứ như vậy tiểu ngũ cũng đột nhiên không làm nữa nhưng những nữ sinh bị hại kia không ai dám đứng ra vạch trần hành vi bất chính của vị nam giáo viên tiếng anh kia bao gồm tiểu ngũ vừa vặn ngày tiểu ngũ bị bắt thạch đào thiên đi giao bài tập trùng hợp gặp tiểu ngũ tóc rối bù sắc mặt khó xử từ văn phòng giáo viên tiếng Anh chạy ra. Đào Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Trong đám bạn học mưa gió cũng truyền ra vị nam giáo viên tiếng Anh kia rất háo sắc, đồng thủ đồng thủ với bạn học nữ. Thạch Đào Thiên đã sớm nhìn nam giáo viên tiếng Anh kia không vừa mắt, lúc đi học không gọi nam sinh trả lời vấn đề, liền gọi mấy vị nữ sinh tướng mạo đẹp mắt trong lớp. Vì cho vị nam lão sư kia một chút giáo huấn. Đào Thiên mang theo mấy nam sinh có chút tâm địa hiệp nghĩa trong lớp, Thừa dịp trời tối, bịt kín mặt một miếng vải đen, mọi người ước chừng không ra tiếng, phòng ngừa bị nhận ra. Bọn họ dẫm tốt một chút, canh giữ ở giao lộ mà giáo viên tiếng Anh Nam phải đi qua, quyền cước cộng lại, đem giáo huấn giáo viên tiếng Anh Nam một phen. Một người đàn ông trưởng thành bị mấy đứa trẻ vị thành niên đánh, đi báo cảnh sát, cảnh sát cũng không tin. Giáo viên tiếng Anh Nam mặc dù là một người trưởng thành nhưng anh ta ngắn nhỏ, mặt rất trắng, đeo một cặp kính rộng vàng, nhìn qua rất nhã nhặn, nhất là kiểu tóc không thay đổi kia, Đào Thiên Hoài nghi anh ta đội một đầu tóc giả. Đào Thiên cùng mấy bạn học năm kia hiện tại chính là thời điểm ăn cơm, Đào Thiên tuy rằng rất gầy, nhưng cái đầu rất cao, quanh năm làm việc đồng án trong tay cũng có sức lực, năm ba bạn học đồng loạt xông lên, mấy hiệp liền đem giáo viên tiếng Anh năm ngã xuống đất, thạch Đào Thiên thừa dịp loạn, đem tóc giả của hắn cũng nhéo ném vào trong rảnh. Sau khi giáo viên tiếng Anh Nam bị đánh, không báo cảnh sát, ở trường học cũng không dám lộ ra. Bởi vì mình làm người chột dạ, không công bị đánh một trận, không có thương gân động cốt, liền tự mình vụn trộm bôi thuốc trị thương, ngày hôm sau đội mũ lưỡi trai đi học. Mặc dù giáo viên tiếng Anh Nam không muốn lộ ra, nhưng tin tức ngày hôm sau về việc anh bị đánh vẫn lan truyền nhanh chóng. Tiểu ngũ cùng những nữ đồng học bị hại kia đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tất cả mọi người đang đáng tiếc giáo huấn vị anh hùng lão sắc quỷ kia, làm chuyện tốt lớn như vậy, còn không có lưu danh, Thạch Đào Thiên im lặng không lên tiếng, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Nhưng mấy bạn học nam cùng hành động với Đào Thiên cuối cùng vẫn nói lỡ miệng, Tiểu Ngũ cũng biết là Đào Thiên đánh giáo viên tiếng Anh nam. Hôm đó tan học, Tiểu Ngũ hỏi Đào Thiên. Sao cậu lại đánh cậu ta, cậu không sợ bị trường đuổi học? Đào Thiên hừ một tiếng, nếu anh ta dám kiện đến trường đuổi việc tôi, tôi sẽ nói hết những chuyện đó cho anh ta. Tiểu ngũ nói. Người ta là giáo viên, cậu là học sinh, nói sung không có bằng chứng, cậu nói chuyện ai tin. Đạo thiên nói. Có các anh làm chứng cho tôi. Tiểu ngũ nói. Các nàng đều sẽ không đứng ra, bao gồm cả ta cũng sẽ không đứng ra, bởi vì nói ra thanh danh không tốt, mọi người chỉ có thể bảo trì trầm mặt. Đạo thiên cắn môi chính là bởi vì các ngươi trầm mặc mới có thể cổ vũ người xấu kiêu ngạo ngươi xem ta thu thập hắn như thế nào một ngày nọ đào thiên lấy danh nghĩa nữ sinh viết một phong thư nạc danh cho trường học liệt kê tội ác của vị giáo viên tiếng anh kia tố cáo vị giáo viên tiếng anh kia cuối cùng trường học tham gia điều tra vị nam giáo viên tiếng anh kia chính miệng thừa nhận hành vi dâm loạn của mình cuối cùng vị nam giáo viên tiếng anh kia không ở trường học cụ thể đi nơi nào thì không biết được bởi vì công tác bảo mật của trường học tương đối đúng chỗ tất cả mọi người biết kết quả là vị nam giáo viên tiếng anh kia bị điều đi